tháng 2 năm 2024 vào 20 giờ Bá Linh tại đạo tràng tu học hàng năm thứ năm hàng tuần của chúng con. Thì chúng con kính đảnh lễ thầy thượng tọa và thỉnh thầy hướng dẫn cho đại chúng cùng niệm Phật cầu gia vị. Kính bạch kính thưa quý hòa thượng, quý thượng tọa, chư tôn thượng tọa đại đức, và kính thưa tất cả quý Phật tử có mặt trong Zoom online ngày hôm nay. Chúng ta bắt đầu bằng niệm Phật ba lần để chúng ta cầu cái sự gia trì của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đại chúng, thì giảng sư của lớp hôm nay là Thượng tọa Đạo hiệu Thích Pháp Trú, thầy xuất gia với sư ông Làng Mai từ năm 1994 với pháp hiệu là Chân Pháp Trú. Năm 2000, thầy được sư ông Làng Mai truyền đăng trao kệ Phú Pháp và làm giáo thọ. Năm 2008, thầy về Phật sự tại Đan Mạch. Năm 2010, thầy cùng với Phật tử tại Esbjerg tu tạo chùa Quang Minh. Năm 2014, thầy cùng Phật tử ở Copenhagen tu tạo chùa Liễu Quán Mới, nơi thầy đang trụ trì. Năm 2009, thầy đảnh lễ xin y chỉ với Hòa thượng Tổ Đình Viên Giác và chính thức tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Trong nhiệm kỳ hiện tại, thầy là phụ tá Tổng vụ giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu. Và chúng con thành tâm cung kính giới thiệu thầy đến với lớp học. Và lần này là lần thứ tư thầy đến với pháp ban trình báo của chúng con, và pháp thoại hôm nay là với cái đề tài mà giống như thầy vừa nói cũng rất là khó, từ tu thiền đến tu tịnh. Con cũng xin cung kính thỉnh thầy và bắt đầu buổi dạ. Kính thưa chư tôn hòa thượng, thượng tọa trưởng ban Phật pháp, chư đại đức tăng ni, và kính thưa toàn thể quý Phật tử có mặt trên đạo tràng là Zoom Hoằng Pháp hôm nay. Chúng tôi cũng nhận được cái đề tài mà thầy trưởng ban Hoằng Pháp cho, thì trước đó thì có lẽ là ban kỹ thuật viết hơi nhầm đề tài cho ta, chúng tôi nhầm khi mà chúng tôi nhắn tin vào bên thượng tọa trưởng ban Hoằng Pháp, thì thượng tọa nói là chắc là ban kỹ thuật viết nhầm cái đề tài. Đề tài năm nay là mình tập trung để nói về đề tài về tu tịnh độ. Thì chúng ta cho cái đề tài là từ tu thiền cho đến tu tịnh độ. Riêng bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng lúc mà từ Việt Nam đi vượt biên ra nước ngoài, rồi có cơ duyên đến Đan Mạch, thì lúc đó chúng tôi cũng chưa biết Phật pháp nhiều lắm. Thì cái lúc đó thì khi đến Đan Mạch thì lúc đó Hòa thượng Quảng Bình, thì chắc quý vị một số đông cũng biết Hòa thượng,
Hòa Thượng tới năm 1980, 87, 88 gì đó. Hòa Thượng mới bắt đầu qua Đan Mạch, và sau đó Hòa Thượng cho thành lập các chi hội chùa ở Đan Mạch. Trong đó có chi hội chùa ở chùa Liễu Quán ở Copenhagen vào năm 1980, 88, 89 khoảng đó. Thì trước đó thì có một số các vị cư sĩ họ cũng đi quyên tiền rồi họ mua được cái chùa đó, rồi một cái ngôi nhà, và sau đó họ làm cái chi hội và làm ra cái thành cái hình thức cái chùa. Và sau đó thì Hòa Thượng cũng đặt cho cái tên là chùa Liễu Quán từ năm 1990 ở cái chùa cũ. Thì sau đó tới năm 1990 thì chúng tôi cũng có cơ duyên về cái chùa chùa Liễu Quán cũ đó, và sinh hoạt trong gia đình Phật tử và dạy cho các em, dạy tiếng Việt cho các em ở quanh Vũ. Lúc đó chúng tôi qua Copenhagen để mà học ở cái trường đại học kỹ thuật của Đan Mạch đó. Và biết là ở Copenhagen một cái chùa của người Việt vừa mới thành lập và có một cái đội ngũ sinh hoạt gia đình Phật tử, và trong đó có các thành phần các em quanh Vũ, rồi các em thiếu và các em thanh. Chúng tôi thuộc lúc đó cũng trên 20 tuổi rồi, chúng tôi tham gia cái thành phần thanh trong cái đoàn thể gia đình Phật tử của chùa Liễu Quán và dạy tiếng Việt cho các em quanh Vũ ở chùa mỗi tuần một lần vào ngày ngày Chủ nhật. Thì sinh hoạt trong đội ngũ gia đình Phật tử thì các vị huynh trưởng trong đó cũng sinh hoạt chung với nhau, rồi sinh hoạt với các em thiếu, các em anh Vũ thì cũng rất là vui, cho chúng tôi rất là nhiều niềm vui. Trong lúc mà mình lúc đó thì chúng tôi qua Đan Mạch chỉ có hai chị em thôi, có người chị ở một cái tỉnh khác, và chúng tôi qua thủ đô Đan Mạch để mà lên trường đại học. Thì khi mà đến thì sinh hoạt chung với một cái đoàn thể, nhất là đoàn thể gia đình Phật tử thuộc về đạo Phật của mình nữa, thì chúng tôi cũng cảm thấy mình cũng đóng góp được cho một phần nhỏ nào đó cho dạy cho các em học tiếng Việt. Như vậy thì cũng tạo cho chúng tôi rất là nhiều cái niềm vui trong cái, và đồng thời chúng tôi cũng học được Phật pháp ở các anh huynh trưởng lớn. Và lúc đó thì Hòa Thượng cũng đôi lúc cũng cũng có một số ngày cũng dạy dạy về Phật pháp, thì chúng tôi cũng tham gia những cái khóa học đó, rồi sau đó có tham gia được một số cái khóa tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu đó. Lúc đó tổ chức khóa tu Âu Châu vào mùa hè, học thêm Phật pháp cho đến năm 1994. Thì chúng tôi đến năm 1992 thì vào lúc đó Hòa Thượng lúc đó ở bên Đan Mạch có một cái có một số người Đan Mạch họ qua bên làng Mai và họ tu tập, người Đan Mạch, người gốc Đan Mạch họ tu tập và họ thành lập được một cái đoàn thể tăng thân, và họ tổ chức một cái khóa tu cho người Đan Mạch. Thì sau đó họ thỉnh Sư ông Làng Mai, tức là Sư ông Nhất Hạnh qua để mà hướng dẫn khóa tu đó. Lúc đó có Sư cô Chân Không một vài vị đi theo. Thì khi qua Copenhagen thì Hòa Thượng Quang Bình cũng có sau khi khóa tu sau khi mình xong hướng dẫn khóa tu cho người Đan Mạch xong, thì Hòa Thượng cũng thỉnh sư ông về để thăm cái chùa Liễu Quán cũ.
Thì hôm đó cũng là ngày, tôi nhớ thì chắc là ngày chủ thứ bảy, chủ nhật, dạ, chủ nhật, chiều chủ nhật. Thì xe ông đến, sau khi hướng dẫn khóa tu cho người Đan Mạch xong, thì xong đến thăm cái chùa Liễu Quán cũ. Thì chúng tôi cũng đến sinh hoạt với gia đình Phật tử bình thường. Thì khi mà chúng tôi gặp mặt, gặp sư ông lần mai lần đầu, thì chúng tôi có một cảm nhận là đây là cái vị thầy cho mình, chắc mình phải phải tìm hiểu để mà mình để mình xuất gia với vị thầy này thôi. Tức là trong lòng của tôi có cái cảm nghĩ như vậy. Chúng tôi nhận ra được sư ông là một cái vị thầy của mình, có thể là vị thầy của mình trong tiền kiếp như thế nào, nhưng mà trong lòng tôi có cái cảm nghĩ. Thì chúng tôi không có nói ai, nhưng mà sau đó chúng tôi xin gặp sư ông. Thì lúc đó sư ông bận cho đó không có gặp được, nhưng mà gặp sư cô chân không, thì sư cô chân không nói là thôi con về làng đi, rồi về làng thử đi, rồi coi có muốn xuất gia thì xuất gia. Thì chúng tôi vẫn giữ cái ý niệm đó trong lòng. Thì lúc đó thì lúc mà mình đến chùa, thì ở chùa Liễu Quán cũ thì mình vẫn sinh hoạt theo Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì mình vẫn dạy học những cái khóa giáo lý, rồi mình cũng biết lờ mờ về giáo hội của mình tu cái hướng hướng tịnh độ. Thì cũng chúng ta cũng chỉ học lờ mờ thôi, lúc đó mình cũng còn trẻ và mình cũng không có, mình chỉ học phần giáo lý căn bản, rồi các phần giáo lý tứ diệu đế, rồi bát chánh đạo như vậy, 32 phẩm trợ đạo, rồi cũng học pháp môn tịnh độ, niệm Phật ở chùa mỗi tuần một lần, đến tụng kinh rồi niệm Phật. Thì mình cũng chỉ biết lờ mờ về cái cách tu tịnh độ như vậy thôi. Mà khi gặp sư ông lần mai thì chúng tôi cũng có cái cảm nghĩ đó ở trong lòng. Và cho đến năm 1993, khi mà chúng tôi xong trường đại học ở Đan Mạch, kỹ thuật ở Đan Mạch, thì chúng tôi về về, về thưa với lúc đó ba má của chúng tôi đi qua Đan Mạch, được bảo lãnh qua Đan Mạch. Và chúng tôi cũng thưa là bây giờ con học xong trường đại học rồi, bây giờ con muốn đi qua bên Pháp qua lần mai để mà tìm hiểu về, có thể là con sẽ đi đi xuất gia. Thì chúng tôi cũng thưa với ba má chúng tôi như vậy. Thì ông cụ thì cũng không có vui lắm. Nói xong mà con học xong không không đi làm rồi để có gia đình giống như những người khác, giống như bạn của mình ấy. Thì dĩ nhiên rồi ba má nào thì cũng muốn con mình học xong rồi đi làm rồi có gia đình, thành lập gia đình, sống bình thường như những người khác thôi. Thì ba má mình cũng đâu biết mình có những cái thao thức nào trong lòng. Thì chúng tôi cũng có tâm sự hết những cái đó. Chúng tôi chỉ thưa với ba má chúng tôi là chúng tôi muốn đi tìm hiểu, qua đó tìm hiểu cái tu viện ở bên làng Mai, để mà có thể là trong tương lai nếu được thì sẽ xin ba má cho phép để đi xuất gia thôi. Vậy chúng tôi không có tâm sự hết những thao thức trong lòng của mình, tại sao mình làm như vậy. Thì cho đến một ngày, thì đến mùa hè 1994, thì chúng tôi cũng quyết định là chúng tôi đi qua bên làng Mai. Trong lúc đó có khóa tu mùa hè, khóa tu mùa hè 4 tuần, từ tháng 7 cho đến đầu tháng 7 cho đến đầu tháng 8, từ khóa tu mùa hè hàng năm của làng làng Mai. Thì qua đó, nhưng mà qua đó thì chúng ta cũng đi vào bắt đầu sinh hoạt chung với lúc đó chỉ có trong bên xóm thượng chỉ có vài thầy thôi. Chúng tôi nhớ lúc đó có mới có 7 8 thầy gì thôi.
ở trên sông thượng, và sông hạ thì các khoảng được 10 mười mấy 10 12 13 sư cô vậy đó. Còn rất là ít, và cái làng mai còn rất là thô sơ. Xong chỉ mua những cái nơi, xong mua một cái trang trại mà đã bỏ hoang lâu năm rồi, ở trên cái gọi là sông thượng, đặt tên là sông thượng. Và một cái trang trại ở phía dưới đồi đặt tên là Sông Hạ. Hai cái trang trại đầu tiên sẽ mua ngày 182, và trên sông thượng là các thầy ở trên đó, và sông hạ là các sư cô ở dưới đó. Thì lúc chúng ta qua thì khóa tu mùa hè đó chỉ cũng có chắc cũng được khoảng chừng 100 người, trăm cho đến 200 người khoảng đó thôi, xong tôi nhớ. Và những người Tây phương cũng như người Việt Nam đến mà tu tập khóa tu mùa hè đó. Nhưng mà trong cái, đặc biệt là trong cái khóa tu mùa hè đó, chúng tôi cũng biết trước có một cái đại giới đàn, gọi là đại giới đàn Hương Tích, Hương Tích Sơn đại giới đàn. Tức là tên đại giới đàn là Hương Tích Sơn, cái tên của đại giới đàn năm đó, vào mùa hè năm năm 1994 có đại giới đàn để mà truyền giới, truyền giới Bồ Tát, truyền năm giới, truyền giới Bồ Tát, truyền giới Sa-di-ni, truyền các giới đại giới như là giới Tỳ-kheo Ni. Thì lúc đó chúng tôi cũng không biết trước, nhưng mà khi mà qua làng thì chúng tôi cũng xin trước là vô thưa chuyện với sư ông, rồi nói chuyện với đại chúng, là chúng tôi quyết định xuống làng để mà thực tập, xin tương lai nếu mà được sư ông cũng như đại chúng chấp nhận thì chúng tôi sẽ xin được xuất gia tại Lăng Mã. Thì lúc đó chúng tôi cũng có một cái ý niệm là mình đây là tu tịnh độ hay là đây tu tu thiền, chưa có một cái ý niệm nào hết. Đại khái là chỉ biết là mình cái tâm muốn đi xuất gia. Và như từ đầu chúng tôi gặp sư ông ở làng Mai ở bên chùa Lữ Quán cũ năm 1992, chúng tôi biết đây là vị thầy, và chúng tôi sẽ theo để làm học trò, để học với vị thầy này. Trong lòng con, và chúng tôi theo cái ý nguyện đó, và tới 1994 mùa hè 1994 xuống dưới làng Mai, thì sư ông nói là bây giờ con cứ ở lại thực tập với đại chúng đi. Thì đầu mùa hè chúng tôi qua, tức là khoảng giữa tháng 6 chúng tôi qua, cho đến thực tập, cho đến ngày tập trung với đại chúng, rồi cũng các thầy trên đó cũng khuyên là thì bây giờ em cứ thực tập ở đây đi, rồi cho đến trước ngày đại giới đàn một tuần lễ, đại chúng có một buổi họp, sẽ họp lúc đó chỉ có 4 vị xin xuất gia thôi, tức là 3 vị, hai một vị nam nữa, và hai vị nữ, hai vị hai 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 vị nam nữa, tức chúng ta là ba, mà một vị nữ, tất cả là 4 vị xin xuất gia trong cái lúc đó ở Lào Mai. Thì trước đó một tuần thì đã chúng họp lại, và chúng tôi thực tập ở Lăng Mai thì chắc cũng được 3 tuần. Thì từ ngày mà chúng tôi xin sư ông là với đại chúng là muốn phát tâm muốn muốn ở ở lại để mà thực tập, để mà xuất gia tại làng, thì cho đến đại giới đàn là có 4 tuần lễ thôi. Thì trước đó 1 tuần là mới có 3 tuần, thì đại chúng họp lại và quyết định. Thì lúc đó tất cả đại chúng họp lại quyết định, thì cái quyết định cuối cùng là được, chúng tôi được được xuất gia trong cái đại giới đàn đó. Thì nghe cái tin thì nó cũng hơi khá, nó cũng so với nhiều người họ nói là tại sao mà nhanh quá vậy, mới có thực tập có 3 tuần lễ mà xuất gia. Thì cái điều đó thì nhân duyên nó như vậy, chúng tôi cũng không biết như thế nào. Có thể là nhiều đời chúng tôi cũng là đệ tử của sông Lòng Mai, chúng tôi không biết cái chuyện đó thì mình không biết được, nhưng mà chúng tôi có cái cảm nhận như vậy.
Thì sau khi xuất gia thì thọ giới sa di thì chúng tôi bắt đầu đi vào cái đi vào những cái thời khóa thực tập chính giống như là người sa di đó. Thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu có ý niệm là mình đang thực tập trong cái truyền thống nào, trong truyền thống thiền hay là tịnh độ. Lúc đó bắt đầu chúng tôi được học những cái khuynh hướng thiền tịnh độ rồi mật tông rồi những cái tông phái khác nhau, thì chúng ta mới có rõ hơn về những cái ý niệm thế nào là thực tập theo cái hướng của bên tịnh độ, thế nào là thực tập theo cái hướng thiền, thế nào là thực tập theo cái hướng mật tông và nhiều khuynh hướng khác. Thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta biết là quý Phật tử cũng đã học Phật nhiều năm tháng, thì quý Phật tử cũng hiểu rất là rõ là mình cũng đang đi theo cái hướng thực tập nào và mình ta thực tập pháp môn nào. Mà trong Phật pháp thì Đức Phật đưa ra rất là nhiều pháp môn, có tới theo kinh thì Đức Phật có nói tới 84.000 pháp môn, rất nhiều pháp môn. Thì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng trong thờ Phật cũng đã có rồi. Thì chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta niệm Phật A Di Đà để mà phát nguyện muốn sanh về cái cảnh giới của Phật A Di Đà, để mà chúng ta được cộng cộng trú trong cái cảnh giới của Phật A Di Đà, để tiếp tục được nghe pháp của Phật A Di Đà nói, của các bậc thánh chúng nói, để mà chúng ta thuyết, để mà chúng ta tiếp tục tu tập và lên từng bậc của các phẩm trong trong cảnh giới A Di Đà đó. Thì các vị mà tu hướng Tịnh Độ Tông thì chúng ta cũng đã được các giảng sư giảng khá chi tiết về về cửu phẩm trong cảnh giới của Phật A Di Đà, hay là những cảnh giới từ phàm thánh đồng cư rồi Thật Báo Trang Nghiêm Độ rồi Thường Tịch Quang. Thì khi mà chúng tôi tu ở bên làng Mai thì chúng tôi cảm thấy là mình được dạy cái pháp môn gọi là sư ông làng Mai, thì căn cứ trên những cái bài thực tập, căn cứ trên cái kinh gọi là kinh Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ sư ông làng Mai dịch là kinh bốn bốn lĩnh vực quán niệm, đó là cái kinh căn bản của thiền. Thiền nhất là thiền của bên Nam Tông đặt đặt căn căn bản trên cái kinh Tứ Niệm Xứ và kinh Quán Niệm Hơi Thở, hai cái kinh căn bản của bên thiền Nam Tông. Sau ông Lòng Mai thì xong phát triển cái kinh đó về cái hướng Bắc Tông, khai triển ra để cho nó về cái khuynh hướng của Bắc Tông, tức là phát tâm Bồ Tát, không phải là tu thành A-la-hán rồi thôi nhập diệt, mà phát triển lên để cho mọi người tu theo kinh Tứ Niệm Xứ của Nam Tông, nhưng mà phát triển theo tinh thần Bồ Tát Đạo, tức là tinh thần của Bắc Tông Đại Thừa. Thì trong cái pháp môn tịnh độ thì chúng ta cũng là tinh thần của Bắc truyền Bắc tông Tịnh Độ Tông, Bắc tông có tinh thần Bồ Tát Đạo trong đó. Thì theo chúng tôi thì nếu mà nói sơ cơ mà tu tập đó, thì cái sự mình cũng phân biệt rõ ràng là thế nào là tu tu hướng thiền và thế nào là tu tịnh độ. Nhưng mà khi mà tu tập rốt ráo, tu tập mà chín mùi rồi
thì giữa giữa tịnh độ và giữa thiền nó không có khác. Mà nếu mà chúng ta học rốt ráo, học Phật rốt ráo và tu tập rốt ráo thì chúng ta tới đến một cái lúc chín mùi rồi, chúng ta thấy giữa thiền và tịnh nó không có một cái khoảng cách khác nhau. Nhưng mà phần nhiều Phật tử chúng ta thường thì chúng ta vào đạo là những người sơ cơ, thì chúng ta phải chọn pháp môn, tùy theo cái căn cơ của mình. Thì như từ đầu chúng tôi có trình bày đó, pháp môn của Phật rất là nhiều, có tới 84.000 pháp môn rồi. Thì nó tùy theo cái căn cơ của từng người mà Đức Phật, từng người và từng nhóm mà Đức Phật nói ra những cái pháp môn như vậy. Nhưng mà đặc biệt tại sao chúng tôi thường trong thiền thì mình ít nói tới cảnh giới của tịnh độ, cảnh giới của Phật A Di Đà, ít nói tới. Và có nhiều người nếu mà học Phật không rốt ráo là không không tin nữa, không tin là có cái cảnh giới của Phật A Di Đà. Nếu mà mình học Phật không rốt ráo là nhiều khi mình không tin là cảnh giới đó có thật. Lúc đầu thì chúng tôi cũng lờ mờ, chúng tôi cũng, khi mà học Phật chưa rốt ráo thì chúng tôi cũng tin là cái cõi Phật cái Di Đà có hay không có ở ngoài cái không gian này. Mình cũng không có, mình lờ mờ, mình chưa có học Phật, mình chưa có học Phật một cách rốt ráo, hiểu biết một cách tường tận, thì trong tâm mình cũng có những cái nghi như vậy. Những cái nghi như vậy. Nhưng mà sau một thời gian học Phật thì chúng tôi biết là hiểu rất là rõ là cái cảnh giới của Phật A Di Đà không phải do nó biểu hiện ra trong một cái không gian, mà từ cái nguyện của Ngài, từ 48 nguyện của Ngài mà nó biểu hiện ra cảnh giới đó, chứ không phải là từ cái cộng nghiệp của chúng sinh, cái trong cái tam giới này đó. Tam giới tức là trong đó có cảnh dục giới, cảnh giới ta bà này, gọi là mới biểu hiện từ cái cộng nghiệp của chúng sinh ra cái cảnh giới này thôi. Còn cái cảnh giới Phật A Di Đà nó có mặt đó là do từ cái nguyện lực của Ngài, do đó nó thanh tịnh. Thanh tịnh là tại vì do từ cái nguyện lực của Phật A Di Đà mà biểu hiện ra cảnh giới đó. Và nếu trong kinh A Di Đà thì chúng tôi cũng phần tiếng Hán, thường tụng kinh Di Đà mà tụng kinh bằng tiếng Hán thì chúng tôi cũng không hiểu hết. Chúng tôi cũng có học tiếng Hán Việt nhưng mà tiếng Hán Việt chúng tôi cũng không có giỏi như các vị tông túc khác, do đó tụng bằng âm Hán thì chúng tôi hiểu không hết. Nhưng mà khi mà được đọc các kinh dịch nghĩa thì chúng tôi hiểu hiểu rõ ràng hơn. Giống như là Hòa Thượng Song Nhất Hạnh cũng có, Song Lòng Mai cũng có dịch dịch nghĩa cái bản kinh mà dịch nghĩa cái kinh A Di Đà đó, ở trong cái cuốn Thiền Môn Nhật Tụng Công Phu Ngày Thứ Sáu, sáng thứ sáu có để cái công phu của tịnh độ, công phu tịnh độ mình hay tụng buổi chiều đó. Thì có xong cái dịch cái kinh dịch nghĩa kinh A Di Đà rất là hay, chúng tôi rất là thích cái bản dịch của cư Song Lòng Mang. Và chúng tôi cũng thường tụng cái kinh nghĩa ngày thứ sáu, sáng thứ sáu cái kinh A Di Đà. Thì trong kinh A Di Đà đó thì khi mà đọc kinh nghĩa thì mình mới hiểu rõ ràng hơn là tại sao mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu cái cảnh giới A Di Đà đó cho chúng sanh ở cõi ta bà này. Thường thì mình biết tới cái cảnh giới của Phật A Di Đà là qua cái kinh, giống như cái kinh kinh thứ nhất là kinh A Di Đà này, do Đức Phật Thích Ca thuyết. Và kinh thứ hai là kinh Vô Lượng Thọ, và kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Nhưng mà kinh A Di Đà này là một cái kinh rất là cô đọng, rất là ngắn và trình bày cái cảnh giới của cái y báo cũng như chánh báo cũng như y báo của Phật A Di Đà đó, rất là ngắn gọn nhưng mà rất là rõ ràng. Thì khi mà tụng vào cái kinh này thì chúng tôi cảm thấy mình thấy đúng là cảnh giới Phật A Di Đà nó biểu hiện thật ở trong cái không gian vũ trụ này, trong cảnh giới trong đó do cái nguyện của Phật A Di Đà mà nó biểu hiện ra cảnh giới đó, do đó không phải ai cũng cũng có thể về được cảnh giới đó trừ khi mình phát nguyện về cảnh giới đó thôi. Trừ khi mình phát nguyện mình mới có thể thấy và về được cảnh giới A Di Đà thôi. Nếu mình chỉ niệm Phật thuần túy không, chưa chắc mình về được. Niệm Phật thuần túy không chỉ có thể là tạo ra cái phước thôi, mà phải cần phải phát nguyện tín, hạnh và nguyện, ba cái điều đó. Tức là mình phải phát nguyện để được vãng sanh về cảnh giới Phật A Di Đà để mà tiếp tục cái sự tu tập của mình. Tại vì ở trên đó có rất là nhiều các bậc thiện nhân tri thức, rất là nhiều các bậc thiện nhân tri thức thánh chúng ở trên đó, mà mình nương vào năng lực của Phật A Di Đà cũng như thánh chúng trên đó mà tiếp tục thì cái đạo nghiệp của mình nó rất là sớm thành tựu. Đó là cái lý do mà Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta phải nghe tới cảnh giới Phật A Di Đà là phải phát tâm xin về cảnh giới ấy liền. Thì chúng ta biết là trong cái cảnh giới ta bà này càng ngày nó càng khó, rất là khó tu. Ngay cả những bậc tu thiền mà có thể là những bậc tu thiền đã đạt tới quán chiếu, đạt tới cảnh giới không, đạt tới chứng nhập vào được trí tuệ bát nhã, nhưng mà nếu mà không thật sự mà công phu rốt ráo thì vẫn còn những cái vô minh, những cái nghiệp tồn tại trong cái a lại gia thức của mình, những cái đó nó có thể mất cái thân này. Mình khi mà mất cái thân này thì cái nghiệp nó chủ động để nó đưa mình đi thôi. Và nếu mà mình chưa có chứng được ở một cái từng bậc nào trong tứ thánh quả thì chắc mình đã về được cái cảnh giới lành. Tứ thánh quả thì quý vị chắc cũng học giáo lý căn bản cũng biết rồi, tức là quả dự lưu, rồi nhất lai, rồi bất lai và a la hán. Và thì các bậc mà tu trong thiền, nếu mà nói tu thiền mà chứng ở ngoài dự lưu giống như là gọi là ngộ đạo, tức là kiến tánh. Kiến tánh là mới có thấy tánh thôi, mới có thấy tánh thôi, còn phải phải tu nữa, còn phải hạ thủ công phu nữa thì mới nhập vào quả dự lưu được. Bây giờ quả dự lưu thì lúc đó thì không còn bị đọa vào ba đường ác nữa. Thì giống như mình mà có cơ hội mà vãng sanh về, phát nguyện mà vãng sanh được cảnh giới A Di Đà thì mình trong cái cảnh giới phàm thánh đồng cư thì ít nhất là mình cũng đã nhập lưu rồi, là không bị đọa vào ba đường ác. Mà trong cái cảnh giới ta bà này bây giờ mà chứng dự lưu không có đơn giản, theo theo cái nhìn thấy của chúng tôi qua nhiều năm tu tập, bao nhiêu năm tu tập về thiền, chứng quả dự lưu không đơn giản. Mà chưa chứng được quả dự lưu là nhiều, khi mà mất cái thân này mà mình không phát nguyện nương vào cảnh giới Phật nào đó thì tất cả những cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ là dẫn nghiệp, gọi là mãn nghiệp và dẫn nghiệp.
dẫn mình đi vào cái, một là nhiều nghiệp tốt thì sanh cảnh giới thiện, hai là nhiều nghiệp xấu thì cảnh giới thành sanh vào cảnh giới ác, cảnh giới xấu, trừ khi mình chứng quả dự lưu. Mà trong kinh kinh A Di Đà thì Đức Phật có nói tới cái cảnh giới người nào mà này nữa, sau lại Phật, tất cả những ai sinh về nước Cực Lạc đều có tư cách bất thối chuyển. Này nữa sau lại Phật, tất cả những ai sinh về nước Cực Lạc đều có tư cách bất thối chuyển, trong đó trong số ấy có nhiều vị đã là Bồ Tát nhất sanh bổn xứ. Số lượng của các vị này đông đảo vô cùng, không thể nào tính toán, không thể nào dùng toán học mà kiểm đếm được, ta chỉ có thể dùng danh từ vô số A Tăng Kỳ để diễn tả mà thôi. Sao lại Phật, chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực Lạc, tức là Tây Phương Cực Lạc và cả Di Đà, đều nên phát nguyện sinh về nước ấy. Đó, Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta vậy. Xá lợi Phất, chúng sanh mọi nơi khi nghe nói tới nước Cực Lạc đều nên phát nguyện sinh về nước ấy. Tại sao? Tại vì sinh về nước ấy thì sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiện nhân công. Đó là một cái câu rất là quan trọng trong cái này Di Đà. Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta khi mà nghe tới nói tới cảnh giới Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc của Phật Di Đà thì phải phát tâm sinh về nước ấy liền. Tại sao? Tại vì khi mà mình sinh về được nước Cực Lạc, Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ được sống chung và gần gũi với rất nhiều các bậc thiện nhân cao đức. Thiện nhân cao đức là các bậc thánh tăng từ bậc quả dự lưu trở lên. Và khi mà mình gần gũi các bậc thánh tăng đó là mình chứng đạo rất là nhanh. Giống như mình được gần Đức Phật Thích Ca ngày xưa mà đệ tử của Đức Phật, thời Đức Phật Thích Ca còn tại 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 thế, thì các đệ tử mà tu được Đức Phật nhận vào làm đệ tử xuất gia rồi thì sau thời gian là phần nhiều là chứng quả La Hán, và thấp nhất là chứng quả dự lưu. Do là do cái trí tuệ của Đức Phật soi chiếu vào tâm thức của mình thôi, không phải là bản thân mình không đâu. Tức là cái mình nương tựa vào cái năng lực của trí tuệ của Đức Phật Thích Ca, những vị đó. Nhờ vậy mà cái tâm của mình được được soi sáng, và được trí tuệ của Đức Phật soi sáng, là từ mình bừng sáng, mình bừng sáng. Họ cần phải qua giai đoạn tu tu nhiều kiếp. Thì do đó khi mà ta được vãng sanh về Đức Phật, cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì cũng giống như vậy, được gần cái năng lực của Phật A Di Đà và gần năng lực giác ngộ của các bậc thánh chúng, do đó tâm của mình được bừng sáng rất là mạnh, rất là nhanh. Đó là lý do Đức Phật Thích Ca muốn khuyên chúng ta nếu mà mình ở trong cái cảnh giới Ta Bà này mà mình tu còn lơ mơ quá, mình tu còn thiếu tinh tấn quá, và mình cũng chưa biết mình đi về đâu nữa. Chưa biết mình đi về đâu nữa. Tại vì khi mà chưa, như chúng tôi vừa nói, chưa chưa chứng quả dự lưu thì chưa biết mình đi về đâu. Tất cả những cái nghiệp trong cái A Lại gia thức của mình, nghiệp nghiệp thiện nhiều thì nó đi về hướng thiện, mà nghiệp 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 xấu nhiều thì về hướng xấu thôi. Khi mình mất cái thân này là cái phần nghiệp ở trong A Lại gia nó chủ động, gọi là nó dẫn đường cho mình đi để tái sinh, trừ khi mình có cái lời nguyện, có lời nguyện cho thật là mạnh, quyết định là con vãng sanh về cảnh giới. Khi mình biết được cảnh giới Phật A Di Đà thì mình phát nguyện cảnh giới A Di Đà, thì cái nguyện mình đủ mạnh thì cái nguyện nó sẽ làm dẫn nghiệp, dẫn nguyện, dẫn đường cho mình đi tái sanh về cảnh giới đó. Còn nếu không, thì nếu không có cái nguyện nào hết thì cái nghiệp nó dẫn đường rồi mình đi tái sinh. Do đó mà chúng tôi, khi mà chúng tôi hiểu được như vậy thì chúng tôi
tu thiền trong đời sống, tu có công phu của thiền cộng với lời phát nguyện của tịnh độ làm cho cái đời sống tu tập của chúng tôi vững vàng. Tức là tu thiền là để mình quán chiếu những cái khó khăn của mình trong đời sống hàng ngày, những cái cảm thọ của mình, những cái tâm hành của mình trong đời sống hàng ngày để mình làm cho êm dịu và mình sống làm sao cho thật là hạnh phúc, thật là an lạc trong cái cảnh giới mà hiện tiền mình đang sống. Và mình luôn luôn tưới tẩm những tưới tẩm những cái duyên lành vào trong cái tâm thức của mình. Tức là mình tưới tẩm những cái hạt giống tốt vào trong tâm thức của mình luôn 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 hướng cái con người mình về về những điều thiện, tưới tẩm những cái điều thiện đi vào trong cái a lại gia thức của mình, để mà làm cái hành trang cho con đường về tịnh độ. Còn nếu mình không có tu tập, mình không biết quán chiếu thì tất cả những cái mình sẽ không biết là mình sống trong cái môi trường, nhiều khi mình sống trong môi trường quá căng thẳng, sống trong cái trường hàng ngày quá căng thẳng, quá nhiều cái yếu tố của tiêu cực. Giống như thượng tọa trưởng ban Hoằng pháp, thượng tọa phải rút về rừng, là tại trong rừng nó mới yên tĩnh. Trong rừng có năng lượng của thiên nhiên, cây cối rất yên tĩnh, giống như làng Mai rất là yên tĩnh. Và mình luôn luôn được tưới tẩm bởi những cái người bạn đồng tu đó, giống như cảnh giới Phật A Di Đà, những cái bậc thánh chúng trên đó luôn luôn tưới tẩm cho mình những cái điều lành, điều thiện, những hạt giống tốt để mình càng ngày cái tâm thức của mình, a lại giới thức của mình nó càng nhiều điều lành, nhiều điều thiện ở trong, nhiều cái hạt giống chủng tử tốt, chủng tử thiện ở trong tâm thức của mình. Thì đó là cái nền tảng để cho mình đi trên cái con đường, đi đến cái con đường giác ngộ. Nếu mà quá nhiều cái tiêu cực ở trong cả lại gia thức của mình thì đó nó là cái năng lượng, nó gọi là cái năng lượng của nghiệp, nó dẫn nghiệp mình đi về cảnh giới xấu. Hằng ngày mình bị tưới tẩm không phải là một cá nhân mà bằng một cái tập thể. Trong cái thế giới ngày nay, trong thế giới ta bà này, quý vị thấy là mở tivi lên một cái là nghe toàn là chuyện chiến tranh, bắn giết nhau, tàn sát nhau, người ta toàn là những cái chuyện tiêu cực thôi. Rồi bên ngoài thì họ quảng cáo về vấn đề tiêu thụ, lên mạng thì người này châm chích người kia, rồi thu hút mình về cái khuynh hướng mà tiêu thụ càng nhiều càng tốt. Mà trong trong đạo Phật của mình thì Phật dạy về cái hạnh tri túc, mà cái xã hội bây giờ mà nếu con người ta tiếp tục tiêu thụ như vậy thì mình đi đến mình sẽ tàn phá môi trường, tàn phá môi trường, và cuối cùng mình khi môi trường nó chết thì mình cũng chết theo, và mình chết trong cái sự đau đớn, trong cái sự đau khổ, và cái cộng nghiệp của chúng sinh cũng đi về cái hướng đó luôn. Và cái cộng nghiệp chúng sinh mà đi về cái hướng đau khổ như vậy, cái hướng mà tiêu cực như vậy thì nó cũng kéo theo cái biệt nghiệp của mình theo, tại vì cái cộng nghiệp chúng sinh quá quá nặng, quá cái nghiệp xấu đó, của cộng nghiệp của chúng sinh, cộng nghiệp xấu tiêu cực của chúng sinh quá nặng, do đó nó cũng hút mình về cái hướng đó luôn. Và mình nếu mình không có một lời nguyện mạnh mẽ nào thì cái biệt nghiệp của mình sẽ hút về cái cộng nghiệp đó, và mình đi tái sinh cùng với cái cộng nghiệp đó, vào những cảnh giới chiến tranh, rồi sanh ra trong cảnh giới chiến tranh, nghèo đói và đau khổ tiếp tục. Do đó chúng ta khi mà chúng tôi tu tập và hướng thiền trong đời sống là để thấy rõ là mình cần phải tách ra, mình sống trong cái sống chung với xã hội này, sống ngoài xã hội này, nhưng mà mình cũng phải tạo cho mình một cái sự hộ trì sáu căn. Hộ trì sáu căn tức là khi mà chúng tôi lên tivi, tôi coi thì chúng tôi cũng biết coi những cái gì rõ ràng, phải có chánh niệm mới coi. Mình coi coi cái phim này nó có tính chất giáo dục thì chúng tôi mới coi đấy. Ví dụ chúng tôi coi những cái phim về các loài động vật, rồi có cái phim về chiếu về vũ trụ để mình hiểu thêm về vũ trụ của mình,
những cái phim mà có tính chất giáo dục thôi, chứ chúng tôi không có coi những cái phim của Hollywood, những cái phim mà đấm đá rồi rất là bạo động bắn giết nhau vậy. Và nó sẽ, nếu mình coi những cái đó sẽ tưới tẩm trong cái chiều sâu A lại giao thức của mình rất là nhiều cái hạt giống bạo động. Và những cái hạt bạo động đó, hạt giống bạo động nó càng ngày càng lớn trong tâm thức đó, thì cái nghiệp của mình, cái hạt giống cho cái chủng nghiệp đó, đó cái hạt giống nghiệp mà bạo động đó, đó nó càng ngày càng lớn trong tâm thức, thì khi mà nó lớn đủ lớn thì nó sẽ là cái dẫn nghiệp cho mình tái sinh vào cảnh giới đó. Rất là nguy hiểm. Do đó thay vì mình ngồi đó mình coi phim như vậy thì mình đi mình tụng một cái bài kinh, mình đọc một cái bài kinh trong Tam Tạng kinh điển. Trong cái thanh văn tạng, cái bộ thanh văn tạng mà vừa xong của bên Ban Hoằng Pháp đó, Hòa Thượng Tuệ Sĩ chủ trương dịch, thì mình có thời gian thì mình lật ra mình đọc những cái kinh trong đó để mình học những cái kinh căn bản từ từ thanh văn tạng đi lên. Chúng tôi cũng do nhà học từ những cái căn bản, học từ cái kinh căn bản của các kinh trong năm năm truyền cho đến kinh Bắc truyền, chứ chúng tôi không có nhảy ngang. Ngày xưa chúng tôi khi mà vào chùa thì chúng tôi được học kinh Kim Cang lúc mà ở chùa Liễu Quán cũ đó, đọc kinh Kim Cang mà đâu có hiểu gì đâu, chỉ đọc vậy thôi, và nó lại bằng tiếng Hán nữa chứ, thì mình đâu có hiểu gì được hết. Và có dịch tiếng Việt nhưng mà đọc bản tiếng Việt chúng tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Tại vì mình đâu có biết Phật pháp gì đâu, nhưng không mình nhảy ngang mà đọc kinh Kim Cang, mình đọc các kinh Đại thừa thì mình không có một cái căn bản nào, giống như mình chưa học lớp 1 mình nhảy lên đại học rồi. Thì thành ra nó giống như là rớt nửa lưng chừng vậy. Do đó mình phải học kinh của Phật, là mình phải học từ cái căn bản, từ cái gốc, các kinh nguyên, mình đọc các kinh nguyên thủy, tức là thời Đức Phật còn tại thế, rồi mình đọc qua các kinh Nam truyền. Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng chừng 100 năm thì kinh của các bộ phái đó. Rồi rồi sau đó tới những cái kinh Đại thừa từ từ phát triển sau đó, những cái bộ luận của bên bên Nam truyền, rồi tới các kinh Đại thừa ra đời. Thì mình đọc từ cái gốc nguyên thủy cho đến dài, cho đến kinh Nam truyền, rồi đến kinh Bắc truyền. Mình phải học có thứ lớp như vậy thì mình mới hiểu được Phật pháp một cách rốt ráo, đúng mức được. Và như vậy thì mình mới 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 có niềm tin chắc thật ở cái pháp Phật được. Chứ mà mình học ngang ngang thì mình không rốt ráo, là mình hiểu ba mớ, rồi cuối cùng mình không biết tu cái gì. Như vậy. Do đó mà chúng tôi may mắn là chúng tôi khi mà vô Làng Mai thì được học, xong Làng Mai cũng dạy rất là căn bản, cũng dạy từ các kinh nguyên thủy rồi qua các kinh Nam truyền, rồi sau đó sẽ ông dạy về Bắc truyền, rồi dạy các kinh Đại thừa. Tôi may mắn là tôi được học rất là kỹ trong quá trình sư ông Làng Mai dạy. Tuy là lúc đó chỉ mới vào đạo thôi, vài năm thôi, cái nhận thức của mình cũng chưa sâu sắc lắm, nhưng mà ít nhất thì cũng được hướng dẫn căn bản. Và cho đến ngày nay thì chúng tôi vẫn vẫn cũng phải học lại từ đầu như vậy, cũng đọc các kinh nguyên thủy. Thì ở trong cuốn Nhật Nhật Tụng Thiền Môn 2015 của sư ông Đồng Mai đó, thì xong cũng có công phu của từ thứ hai cho đến chủ nhật đó. Thì trong đó sư ông cũng dịch ra những bài kinh nguyên thủy của kinh nguyên thủy, rồi có những cái bài kinh của Nam truyền, rồi có những bài kinh của Bắc tông của mình, giống như kinh A Di Đà, kinh Mười Hạnh Phổ Hiền, kinh trong kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Môn. Thì xong cũng để từ nguyên thủy cho đến Nam Nam truyền, rồi Bắc truyền, rồi kinh Đại thừa trong đó, nguyên cái cuốn kinh mà Thiền môn Nhật tụng 2015 rất là đầy đủ. Thì quý vị mà tìm hiểu đọc thì quý vị sẽ thấy cái thứ lớp đó. Xong sắp xếp cái thứ lớp đó để cho mình học từ cái gốc đó, mình đi lên. Thì cái cây nó phải có cái gốc. Do đó mình
mình là người Phật tử, mình còn phân biệt đây là Bắc tông hay là Nam tông hay là tiểu thừa đại thừa, cái đó là mình chưa hiểu Phật pháp rốt ráo, mình mới phân biệt vậy thôi. Còn nếu mình hiểu Phật pháp rốt ráo thì mình không có phân biệt, mình có phân biệt đây là tiểu thừa, đây là đại thừa, nhưng mà mình biết rất là rõ, mình có cái gốc của nó, có cái gốc của nó qua cái sau khi Đức Phật nhập diệt không rồi 100 năm thì đạo Phật mình mới phân ra nhiều bộ phái, trong đó ít nhất là có 20 bộ phái khác nhau. Rồi từ những bộ phái đó thì có những bộ phái mà tồn tại lớn giống như là Thiết Nhất Thiết Hữu Bộ, thì đi về phía Bắc để thành lập ra Bắc Truyền, rồi một bộ phái đi về miền Nam giống như là qua Sri Lanka đó, để thành lập Nam Nam Tông Nam Truyền. Thì mình học, thì mình biết từ cái gốc nó tả ra những cái đường đó và những cái kinh nào ra đời trong khoảng thời gian đó, thì mình học hỏi như vậy thì mình sẽ hiểu Phật pháp một cách nó rõ ràng và có căn bản hơn. Thì như vậy thì niềm tin của mình vào vào Phật Phật pháp nó mới vững vững chắc được. Và khi mà đọc cái kinh mình biết kinh thuộc cái hệ kinh nào, kinh đó thuộc hệ kinh Nam Tông Nam Truyền hay là Nguyên Thủy hay là kinh Bắc Truyền Tông, và trong cái khoảng thời gian nào. Thì chúng tôi may mắn được học như vậy, do đó chúng tôi cũng rất là biết ơn sư phụ của mình, sư Long Mai, bao nhiêu thời gian đã học với sư ông cũng như đại chúng ở trong làng như vậy. Và chúng tôi có căn bản khi mà về ở Đan Mạch thì chúng tôi xin y chỉ với hòa thượng phương trưởng chùa Viên Giác. Và sau đó cái khuynh hướng mà phát nguyện vãng sanh đó của tôi nó lại càng mạnh hơn. Tại vì hòa thượng tu chánh thống theo hướng Tịnh Độ Tông, và hòa thượng cũng phát nguyện vãng sanh và hoàn nguyện vãng sanh, và nguyện sẽ trở về lại những cái cảnh giới mình đã từng có duyên để mà tiếp tục cái công trình Bồ Tát đạo của mình. Thì mình phát nguyện không có nghĩa là mình về cảnh giới Phật A Di Đà và mình ở luôn trên đó, mình cũng phải phát nguyện mình được về cảnh giới và học Phật, đã học Phật pháp chín mùi và chứng đắc tới một cái từng bậc của các vị Bồ Tát nào đó, các vị từng bậc nào đó trong trong 10 địa đó, trong thập địa đó, thì mình có thể phát nguyện hoàn nguyện để trở về cái những cảnh giới giống như cảnh giới Ta Bà này, hoặc là những cảnh giới mà mình đã từng có duyên trong quá khứ đó. Phát nguyện để trở về để mà độ cho những người mà mình đã từng có là cha mẹ của mình, đã từng là anh em, đã từng là ruột thịt, đã từng là bạn bè, mình đã sống bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp nay rồi, vô thủy rồi, mình đã kết duyên với không biết bao nhiêu người, làm cha làm mẹ cũng như là làm con làm cái cũng không biết bao nhiêu người. À, cái duyên nó như vậy, nó trùng trùng duyên khởi, giống như trong kinh Hoa Nghiêm đó, nó trùng trùng duyên khởi trong cái vũ trụ này, và đi đâu mình cũng sẽ gặp những người mình đã từng có duyên, giống như Đức Phật Bổn Sư của chúng ta, Đức Phật Thích Ca đó, cũng cái thân nhất sanh bổn xứ, mà khi mà về cảnh giới Ta Bà này, mà cái thân cuối cùng trước khi mà sau khi mà thành Phật đó, thì Đức Phật cũng trở về giúp cho những người gần nhất của mình có duyên đó trong hoàng cung, rồi những cái người mà đã từng có duyên với Đức Phật đều độ hết. Như vậy thì chúng ta cũng phải phát nguyện để mà giống như bổn sư của chúng ta là Đức Phật Thích Ca như vậy. Mình đi trên cái con đường Bồ Tát đạo cho đến khi thành Phật. Và đi trên con đường Bồ Tát đạo thì mình cũng cần những cái bậc thiện tri thức, rất là nhiều bậc thiện tri thức. Dĩ nhiên ở trong cái cõi Ta Bà này thì mình cũng phát tâm Bồ Tát đạo, và mình cũng có nhiều người bạn đồng tu với mình. Nhưng mà những cái người bạn đồng tu với mình thì cũng mình cũng không biết họ đã chứng mực tới chứng
chính tới cái tầng mực nào mình cũng không biết được, và mình cũng nương tựa nhau để mà tu vậy thôi, chứ mình cũng không có, cũng chưa chắc là mình đã hỗ trợ nhau được cái gì nhiều. Nhưng mà có được những cái người bạn đồng tu trong một cái cảnh giới ta bà này cũng là quý lắm rồi, là tốt lắm rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta theo cái lời Phật Thích Ca khuyên, thì khi mà nghe nói tới cảnh giới cực Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta nên phát nguyện sanh về, tại vì cảnh giới đó có rất là nhiều bậc thiện nhân công đức, tức là rất là nhiều bậc chứng đạo, trong đó có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ, rồi các bậc thánh chúng, Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi các bậc thánh chúng chứng đạo trong đó. Và khi mà gần gũi được những người đó, chắc chắn là cái đạo phẩm của mình sẽ tu rất là nhanh, cái sự mà sáng đạo của mình sẽ rất là nhanh. Do đó với cái sự hiểu như vậy đó, với cái nhận thức đó mà chúng tôi có cái lời phát nguyện là khi mà mất thân này là chúng tôi nguyện được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, để mà tiếp tục được cộng trú trong cái cảnh giới của Phật A Di Đà, cùng được nương vào Phật A Di Đà cũng như là năng lực của các bậc thánh chúng mà tiếp tục tu tập, để mà mình đi lên con đường giải thoát của mình rốt ráo hơn. Và đời sống hàng ngày ở trong cảnh giới này thì chúng tôi biết là mình cũng phải tiếp tục tưới tẩm nhiều cái như chúng tôi đã trình bày đó, nhiều cái hạt chủng tử lành, hạt giống lành, và tạo ra xung quanh mình cái môi trường cho lành mạnh để mà mình sống và tu tập. Và phải biết cũng phải biết hộ trì sáu căn của mình, như chúng tôi vừa trình bày vừa rồi, hộ trì sáu căn của mình khỏi những cái tư khỏi, để đừng có tư tưởng những cái chủng tử tiêu cực, những cái chủng tử xấu, chủng tử tiêu cực vào trong cái tàng thức của mình. Tại vì nếu mình tư tưởng như vậy thì mình khó, mà rất là khó mà vãng sanh về cảnh giới Di Đà. Tại vì những cái chủng tử tiêu cực nó đầy trong trong a lại giới thức của mình, nó sẽ làm chủ, gọi là chủ đạo, để nó kéo cái tâm mình đi vào cảnh cảnh giới xấu. Và cái nguyện mình giàu cho lớn gì đi nữa, mà nếu mà nhiều cái hạt giống tiêu cực quá đó, giống như là Đức Phật Thích Ca có nói đó, xá lợi Phất, những kẻ thiếu 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 phúc đức và căn lành thì ít hy vọng được sanh về cõi ấy. Đúng. Thiếu phúc đức tức là mình sống trong cái cảnh giới mà bị quá nhiều cái tiêu cực, trong đó mình hàng ngày mình bị những cái điều ác, điều xấu nó cứ tưới tẩm mình hàng ngày, nó kéo mình về hướng đó thôi. Và căn lành, thiếu căn lành thì ít hy vọng được sinh về cõi. Do đó mình phải còn sống càng ngày nào thì mình phải tạo thêm nhiều phúc đức. Tạo thêm nhiều phúc đức bằng cách làm càng nhiều lợi ích cho lợi lạc cho mọi người xung quanh càng tốt, bằng mọi cách, vật chất hoặc là hình thức bố thí pháp, bố thí sự vô úy. Rồi mình làm mọi việc mà mình thấy là có lợi ích cho những người xung quanh, những việc gì mà mình có thể làm được lợi ích thì mình làm, để mà mình tạo cái nền tảng phúc đức. Còn nếu thiếu phúc đức, thiếu cái nền tảng phúc đức cũng không có hy vọng mà sanh được về cảnh giới của Phật A Di Đà, mặc dù mình phát nguyện, nhưng mà thiếu phúc đức thì cũng không có, cũng rất là ít hy vọng để sanh về cảnh giới như vậy. Và căn lành, do đó chúng ta tu tập thiền trong đời sống là để chúng ta có chánh niệm và thấy cho rõ là mình, trước nhất là mình phải biết hộ trì sáu căn mình đi, đừng có tưới tẩm những cái chủng tử xấu để nó làm mất mất đi cái duyên lành của mình, cái căn lành của mình. Những chủng tử xấu ví dụ như là gần gũi những người bạn nhậu nhẹt, gần gũi những người bạn nhậu nhẹt thì nó rủ rê, thì rồi ăn chơi này, thì nó rủ rê, thì cuối cùng cái cộng nghiệp của họ quá mạnh đi,
quá nhiều người cái cộng nghiệp ấy, tức là cộng thức của họ quá mạnh, họ rủ rê họ kéo mình hồi thì mình cũng theo cái khuynh hướng đó thôi. Rồi gần gũi những người chơi bời, gần gũi những cái bời cờ bạc, gần gũi những cái người nói chuyện toàn là có những cái chuyện chiến tranh, nói về những cái chuyện chính trị, không không có đưa đến cái một cái kết quả nào hết. Và nó chỉ dẫn dắt mình tâm thức vào cái trong nó tưới tẩm tâm thức mình, dẫn dắt tâm thức mình đi vào cái cảnh giới đó thôi, và cuối cùng mình đánh mất mình luôn. Cho nên mình phải hộ trì sáu căn bằng cách tránh xa những cái hoàn cảnh tiêu cực đó, tưới tẩm cái hoàn cảnh tiêu cực đó đi vào trong tâm thức của mình, hộ trì sáu căn là như vậy. Rồi tránh nghe những cái chuyện như vậy, tránh nghe những cái chuyện về về phe này đánh phe kia, rồi đó, rồi chiến tranh ở phe này, rồi người này ủng hộ người kia, chuyện ở bên ngoài đó, nó quá nhiều chuyện đó, nó sẽ kéo mình, kéo cái biệt thức của mình, kéo con người của mình đi vào cái cộng thức đó, và mình đánh mất mình luôn, và cuối cùng mình không còn cơ hội nào mà để được sanh về cảnh giới với lành đó. Do đó chúng ta biết thiền quán mỗi ngày, là chúng ta có chánh niệm mỗi ngày, là chúng ta để chúng ta hộ trì sáu căn của mình, để giữ cho mình con người của mình được tưới tẩm những cái càng nhiều cái nền tảng của điều thiện càng tốt. Và những cái nơi nào mà mình thấy mình cần đến giúp đỡ, mà trong khả năng của mình giúp đỡ được thì mình đến giúp đỡ. Những cái nơi từ thiện nào, hoặc là những cái nơi nào có những cái khóa tu tập, những cái khóa tu tập mà mình thấy mình có thể tham gia được thì mình phát nguyện mình tham gia đến để mình huân tập thêm cái chủng tử của Phật pháp đi vào trong 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 con người của mình, là cái nền tảng tạo thêm nhiều căn lành và phúc đức cho mình, để mình làm cái hành trang để mình phát nguyện, là hành trang để đi về một cái cảnh giới cao hơn, giống như là phát nguyện về cảnh giới của Phật A Di Đà thì cũng là hành trang để mình đi về đó, cũng như là cái câu mà Đức Phật vừa vừa nói trong kinh A Di, vừa thuyết trong kinh A Di Đà đó, là những kẻ thiếu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng sinh được cái gọi. Vì vậy Xá Lợi Phất, người con trai lành, tức là thiện nam tử, thiện nữ nhân, hay người con gái nhà lành nào muốn sinh về cõi ấy, thì khi nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà phải nắm lấy danh hiệu ấy mà hết lòng thực tập quán niệm theo phương pháp nhất tâm bất loạn, hoặc trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày hay 7 ngày, người ấy đến khi lâm chung sẽ thấy được Phật A Di Đà và các vị thánh chúng ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia sẽ an trú trong định, không hề điên đảo và tán loạn, do đó người ấy được vãng sanh ngay về nước Tịnh. Là dịch nghe rất là, chúng tôi rất là, khi mà đọc những cái lời tiếng Việt thì chúng ta rất là hạnh phúc tại mình hiểu rất là rõ ràng á. Thì Đức Phật Thích Ca thuyết như vậy, khi mà chúng ta đó, chúng ta nghe tới thì chúng ta là những người Phật tử, tức là những thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, những người con trai lành, những con gái nhà lành, thì khi mà nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà là mình phát nguyện mà sanh về cõi Phật A Di Đà, thì mình phải nắm lấy danh hiệu đó, mình hành trì theo danh hiệu mà niệm Phật theo phương pháp quán niệm nhất tâm bất loạn đó. Phương pháp là niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức là mình niệm Phật tập trung vào câu niệm Phật, và mình có thể niệm trong 10 niệm, 20 niệm, trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, và khi nhất tâm bất loạn thì đến ngày lâm chung thì Phật A Di Đà sẽ và các bậc thánh chúng sẽ hiện ra trước mặt và tiếp nhận dẫn mình về cảnh giới của Phật A Di Đà. Thì chúng tôi cũng có những cái buổi chúng tôi ngồi chúng tôi tịnh tâm, khi mà tâm chúng tôi yên tịnh thì chúng tôi khởi niệm câu Phật A Di Đà. Thì chúng tôi áp dụng cái cách của chúng tôi cũng đơn giản thôi. Thì quý vị Phật tử cũng có thể thực tập
thử với chúng tôi trong vòng vài phút đó. Tức là chúng ta làm phương pháp chúng ta gọi là phương pháp 3 trong 1. Phương pháp của chúng ta là 3 trong 1, tức là hết hơi thở vào, niệm là Nam Mô, rồi thở ra dài mình niệm A Di Đà Phật, rồi mình đếm 1, rồi hít vào. Quý vị có thể thực tập cùng với chúng tôi: Nam Mô, thở ra, A Di Đà Phật, đếm 2. Mình làm chậm như vậy để mình quán chiếu rất là rõ ràng cái hình ảnh Đức Phật A Di Đà trước, tiếp dẫn mình trước mặt. Mình thở vào Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật, điểm 3. Nam Mô A Di Đà Phật, điểm 4. Nam Mô A Di Đà Phật, điểm 5. Nam Mô A Di Đà Phật, điểm 6. Nam Mô A Di Đà Phật, điểm 7. Nam Mô A Di Đà Phật, 8. Nam Mô A Di Đà Phật, 9. Nam Mô A Di Đà Phật, 10. Rồi mình đếm lại từ đầu, từ 1 tới 10 rồi bỏ, rồi đếm lại từ đầu. Như vậy thì chỉ cần thực tập 5 tới 10 phút thôi là tâm của mình yên tĩnh, thân tâm của mình yên tĩnh. Thân yên là nhờ hơi thở. Tại hơi thở là cái cầu nối giữa giữa thân tâm của mình. Hơi thở rất là mầu nhiệm, quý vị biết hơi thở rất là mầu nhiệm. Đức Phật dạy quán kinh kinh quán niệm hơi thở. Từ xưa Đức Phật đã dùng hơi thở để làm cái trong cái kinh mà Tứ Niệm Xứ, trong kinh quán niệm hơi thở. Hơi thở của con người rất là mầu nhiệm. Hơi thở là khí mà, gọi là chi tiếng Tàu. Nhưng mà nhiều khi mình khi mà mình không ăn được cái gì đó, mình chỉ cần hít hơi thở cho sâu và mình thở cho đều thôi là nó đủ nuôi cơ thể. Những cái bậc mà nhập vào cái thiền định, và các bậc thiền định của sắc giới đó, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó, thì nhiều khi họ chỉ dùng hơi thở thôi. Họ ăn bằng hơi thở thôi, họ ăn bằng xúc thực thôi, xúc thực tức là hơi thở thôi để sống thôi. Có thể an trú trong cái thiền sắc giới 10 năm, 20 năm như thường, và vẫn cơ thể và vẫn sống như thường. Do đó cái không khí đó qua hơi thở của mình, nó là một cái loại chất chất dinh dưỡng, nó có thể nuôi cơ thể mình sống được. Trong trường hợp mình không ăn được, mình chỉ cần hít hơi thở cho sâu và thở ra cho đều thôi, cũng đủ nuôi thôi. Và hơi thở nó rất là mầu nhiệm, và khi mình thở như vậy thì mình biết rõ là mình còn đang sống, cái cơ thể nó còn đang sống rất là rõ ràng, cái ý thức mình rất là rõ ràng mình còn đang sống. Đó là cái cầu nối giữa thân tâm mình cho nó nhất như của tâm tâm mình đó. Rồi sau đó mình khởi niệm Phật A Di Đà, khởi niệm Phật A Di Đà, thì khi mà cái tâm mình, thân tâm mình nhất như rồi, mình khởi niệm thì mình cái tâm mình nó mới 100% tập trung vào cái câu niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn, bắt đầu đi đến cái trạng thái nhất tâm bất loạn được. Còn còn nếu mình chỉ niệm Phật thuần túy không, chưa chắc niệm Phật thuần túy không, niệm niệm được tới câu thứ 10 thôi, tự nhiên lộn quên qua cái khác hoặc là suy nghĩ cái khác, tức là thất niệm nó kéo mình đi. Rồi những tiếng ồn xung quanh, rồi những cái môi trường xung quanh nó kéo mình đi. Do đó mình dùng vừa dùng hơi thở, vừa dùng số điếm và vừa dùng câu niệm Phật, mình tập trung 3 đối tượng dùng một. Như vậy thì cái cơ hội để cho mình nhất tâm bất loạn nó dễ dàng hơn.
Và khi mà thở như vậy nó giúp cho cái cơ thể mình khỏe rồi. Tại vì thân với tâm là khi nhất như là một, khi cơ thể mình khỏe thì tâm trạng mình mới sảng khoái. Mà cơ thể mình bệnh hoạn thì tâm trạng của mình nó cũng cao có và nó tiêu cực. Thân tâm nó dính liền với nhau. Nó kết nối với nhau. Thân tâm nó không phải là hai mà cũng không phải là một, nó bất nhị. Nương nhau. Do đó mình cái hơi thở là cái nhịp cả nó là cái như cái cầu nó kéo kéo thân tâm rồi, nó kéo thân tâm kết nối với nhau và thành thành giống như một một mà không phải một, thích như mình làm được phương pháp đó thì chúng tôi thực tập phương pháp này cũng 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 1-2 năm nay rồi và chúng tôi thấy rất là hữu hiệu, riêng bản thân tôi thấy rất là hữu hiệu. Và mỗi khi mình thấy trong lòng mình bất an thì mình cũng ngồi xuống mình thực tập phương pháp đó, cũng giúp rất là nhiều. Khi mà mình niệm tới danh hiệu của Phật A Di Đà, hay là Phật Thích Ca, hay là Phật Dược Sư, hay là Phật Di Lặc, khi mình niệm tới một danh hiệu của một vị Phật thì mình bắt đầu mình tưới tẩm một cái chủng tử đi vào trong cái tạng thức của mình, tưới tẩm chủng tử Phật. Tại vì trong trong cái A Lại gia thức của mình cũng có cái chủng tử gọi là Phật tánh, giác tánh, giác tánh, cái Phật tánh trong trong cái chỉ số A Lại gia thức mình có cái một cái chủng tử gọi là cái giác tánh của mình nằm trong chỉ số A Lại gia thức. Nếu mà mình tiếp tục mình tưới tẩm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mỗi lần mình niệm một câu niệm Phật là nó tưới tẩm cái hạt giống đó lên, tưới tẩm hạt giống đó một phần, tưới tẩm hạt giống đó một phần, tưới tẩm hạt giống cái giác tánh của mình một phần. Thì trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật cũng đã khẳng định là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh hết, đều có giác tánh hết trong trong tâm thức của mình, trong hoa giải thức của mình. Và nếu mình tu tập tưới tẩm nó hàng ngày thì chắc chắn ngày nào đó cái trên con đường Bồ Tát đạo cũng như là trong cái quá trình tu tập mình tiếp tục tưới tẩm thì tới một lúc nào đó cái giác tánh của mình sẽ sâu hoàn thiện. Hoàn thiện có nghĩa là trở thành người đó trở thành Phật. Thì tuy là già, cái giác tánh của mình nó còn rất là nhỏ trong chiều sâu tâm thức của mình, nhưng mà mình tiếp tục mình mỗi một lần mình niệm Phật là mình có cơ hội mình tưới tẩm cái giác tánh đó. Nó lớn lên. Và chúng ta cũng được học là cái Phật tánh, là cái tánh giác của mình, của mỗi người. Cái tánh giác, cái tánh biết, cái tánh giác của mọi người rất là gọi là tịch chiếu đó. Trong cảnh giới thường tịch quang tịnh độ, thường tịch quang, cảnh giới tịch chiếu của Phật đó. Khi mà các đức Phật mà nhập Niết Bàn thì các đức Phật đi vào cảnh giới thường tịch quang. Còn các vị A-la-hán thì đi vào cảnh giới của diệt thọ tưởng định thôi, đi vào cái cảnh giới diệt thọ tưởng định và giống như hóa thành vụ thôi. Hóa thành vụ là trong kinh Pháp Hoa nó đó, tức là cái trạng thái nghỉ ngơi thôi chứ chưa có hoàn thành cái sự nghiệp của mình. Chỉ có mới hoàn thành cho bản thân của mình thôi, chỉ mới làm xong cho bản thân của mình thôi mới chứng cái A-la-hán, là chứng tới vật vô học vô ngã thôi. Mới có bản thân mình thôi, còn phải ra phát Bồ Tát tâm nữa, phát Bồ Tát đạo, phát Bồ Tát tâm, đi ra ngoài thể hiện ra ngoài để mà đi khắp nơi để mà độ những người mình đã từng có duyên trên con đường Bồ Tát đạo. Thì tới nhiều đời nhiều kiếp sau, tới lúc chín mùi rồi sẽ mới thành Phật được. Thì do đó chúng tôi thấy khi mà mình đã học Phật pháp rốt ráo mình hiểu được rồi, thì giữa thiền và tịnh độ khi mình rốt ráo mình hiểu thì tới một cái bậc mà cao nhất nó chỉ là một thôi, chỉ là đi đến để thành một bậc giác ngộ như Đức Phật, Đức Thế Tôn thôi. Đi đi đến cái nguyện cuối cùng là nguyện sẽ thành Phật đó. Và
Và nếu mà ai có cơ duyên mà tụng được kinh A Di Đà, đọc kinh A Di Đà thì hiểu tại sao mà Đức Phật Thích Ca khuyên mình nên phát nguyện sanh về cảnh giới đó trong cái thế giới ngày nay, trong cái thế giới mình gọi là thời thời mà mạt pháp đó, ở trong cái cảnh giới ta bà này. Mạt pháp là, thật ra thì mạt pháp nó là cái cộng thức của con người thôi, chứ không phải là mạt pháp là chánh pháp. Nó bị những cái giáo pháp của Đức Phật thì nó là vượt thời và vượt thời gian mà, đâu bao giờ bị mạt đâu. Nhưng mà do con người không có chịu tu tập thì nó thành mạt thôi. Do con người chúng ta bị kéo theo cái khuynh hướng của tiêu thụ, rồi kéo theo khuynh hướng của ăn chơi, theo cái khuynh hướng của vui chơi, theo cái kiểu ngoài đời, thì chúng ta không có muốn tu tập, chúng ta không có nương vào giáo pháp để tu tập nữa, và chúng ta không có chúng ta thọ năm giới, chúng ta cũng không có giữ gìn cái giới của mình đàng hoàng nữa. Chúng ta chỉ chạy theo cái khuynh hướng tiêu thụ, chạy theo khuynh hướng vui chơi thôi, chúng ta cũng không có giữ được năm giới cho đàng hoàng, ví dụ như vậy. Thì chính do con người làm cho nó mạt pháp thôi, chứ đâu phải là giáo pháp của Đức Phật bị mạt. Giáo pháp của Đức Phật là vượt thời gian đến để mà thấy có mạt, chỉ là do con người chúng ta không chịu thực tập thôi, không chịu hành trì thôi, thì giáo pháp nó bị mạt. Thì cái năng lượng tu tập không có nữa, toàn là cái khuynh hướng của cộng thức đi về cái hướng tiêu cực thôi. Người ta căm thù nhau, sát phạt nhau, tranh giành nhau, đi về cái khuynh hướng cá nhân hóa, tức là mình rất là ích kỷ. Cái thế giới bây giờ con người ta rất là ích kỷ, con người ta chỉ muốn hưởng thụ cho bản thân của mình thôi. Mình có làm những điều thiện thì mình cũng làm trên cái hình thức nào đó thôi. Cái tâm mình không còn thực là ở trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Do đó nương vào giáo pháp của Đức Phật để mình trở lại cái nguồn tu tập đó, để mình phát khởi cái Bồ đề tâm của mình. Phát khởi Bồ đề tâm tức là mình làm gì để mà tìm mọi cách để mà khơi mở cho người kia thấy được cái người kia cũng có những cái giác tánh có thể trở thành Phật được. Và nếu mà đi trên cái con đường này thì đến một ngày nào đó thì người đó sẽ chuyển hóa được những cái khổ đau của họ, những cái khó khăn của họ, và đi trên cái con đường này thì mỗi ngày họ sẽ có nhiều cái an lạc hơn, nhiều cái hạnh phúc hơn, nhiều cái niềm vui hơn. Và những cái niềm vui đó phát ra là do cái sự biết tu tập của người đó, chính bản thân người đó phải phải học hỏi giáo pháp để mà tùy theo cái căn cơ của người đó mà học được những cái pháp môn nào có thể giúp ích cho họ chuyển hóa những cái khó khăn, những cái khổ đau trong lòng của họ, những cái hờn giận, những cái bực bội, những cái tham lam, những cái ganh tị, học những cái phương pháp nào của Đức Phật dạy mà có thể giúp để cho mình chuyển hóa được những cái đó. Rồi khi mà mình chuyển hóa được thì mình mới có cơ hội đi về cảnh giới lành nhiều hơn thôi. Nếu mà trong lòng mình chưa chuyển hóa được những cái ganh tị, hờn giận, rồi những cái bạo động, những cái nhỏ nhen ích kỷ của mình, thì mình còn rất ít cơ hội mà đi về cảnh giới của các vị Phật. Do đó chúng tôi cũng cũng đã đến cái tuổi mà chúng tôi cũng thấy được cái tầm quan trọng của cái giáo pháp của Đức Phật. Và may mắn là chúng tôi vừa trình bày đó, tôi cũng khi mà đi xuất gia thì được học với sư ông Làng Mai, và sư ông dạy rất là căn bản từ 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 cái gốc lên lên tới tới các bộ kinh lớn, đại thừa lớn. Thì chúng tôi biết cái cách để học mà tự học đó. Khi mà biết cách tự học như vậy thì chúng tôi học rất là dễ dàng, và hiểu được rất là dễ dàng. Và chính vì vậy mà
cái niềm tin của chúng tôi ở nơi cái giáo pháp rất là chắc thật, và chúng tôi biết học cái nào quan trọng cho bản thân của mình mà trong cái thời đại này, học cái nào để mình có giúp ích cho chính bản thân của mình có thể chuyển hóa được và khơi dậy bồ đề tâm của mình được, chứ không phải kinh nào cũng đọc, không phải là kinh nào cũng đọc. Những cái kinh mà nhất là Sơn Lòng Mai dịch ra những cái kinh rất là xong, thì xong cũng chú tâm vào những cái gì mà nó thích nghi với cái, nhất là những cái thời đại ngày nay, những cái thời đại của xã hội ngày nay này, xã hội modern ngày nay này, xã hội hiện đại ngày nay này. Cái tâm thức của con người rất là khác với 300 năm trước, 500 năm trước. Cái cộng thức của con người rất là khác với cái cộng thức của những con người hồi 200 năm, 300 năm trước, rất là khác. Và mình phải dùng những cái kinh nào trong Tam Tạng kinh điển để mà cho nó thích nghi với cái cộng thức của cái cộng thức, có nghĩa là số nhiều của những con người trong xã hội thời nay, để mà họ học được và chuyển hóa được những cái tâm hành tiêu cực của họ, thì họ mới, khi mà chuyển hóa được những tâm hành tiêu cực, họ mới có cơ hội học sâu vào Phật pháp được. Và chúng tôi cũng rất là mừng là có rất là nhiều người Tây phương họ cũng bắt đầu học những cái giáo pháp của Đức Phật, và họ chuyển hóa được rất là nhiều. Chúng tôi cũng đang dạy một cái lớp cho người Đan Mạch, dạy cái lớp về tâm lý học Phật giáo, và họ rất là thích, và chúng ta rất là cụ thể, học về con người của mình thôi, học về năm uẩn thôi, nhưng mà chúng ta trình bày trong cái tinh thần giống như là di thức học, và dạy giống như dạy sâu về cái phần tâm 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 lý học, về cái phần tàng thức, à là giới thức. Và người Tây phương họ không được học cái phần đó, người Tây phương chỉ học cái phần tâm lý học. Tây phương chỉ họ rất là lờ mờ về vấn đề a lại gia thức và tàng thức, và trong đạo Phật của mình may mắn là trong duy thức học nó rất là rõ về phần tàng thức, và họ học được cái đó họ rất là thích. Và theo phương pháp của Sơn Lòng Mai dạy thì rất là cụ thể và có thể thực tập để tiếp xúc được với cái tàng thức của mình, và chúng tôi dạy môn đó họ rất là thích, rất nhiều người đang thích học, và rất là mừng là họ tiếp xúc được giáo pháp của Đức Phật qua nhiều hình thức khác nhau, tùy theo mình, tùy theo cái cách mình biết trình bày cái giáo pháp của Đức Phật như thế nào để họ tiếp nhận được thôi. Do đó giáo pháp của Đức Phật là được vượt thời gian, mà tùy theo cái thế hệ của mình biết cái cách trình bày để cho họ tiếp nhận được hay không thôi. Do đó chúng ta là những người đệ tử của Đức Thế Tôn, thì chúng ta cũng là đệ tử của các vị tổ sư, thì chúng ta cũng tiếp nối công trình của các vị. Thì ở thế hệ của các vị giống như là các vị tổ sư, thì các vị dạy những cái kinh điển đó, những cái cách dạy dạy như vậy, tại vì cái tâm thức cộng đồng của thời đại mấy trăm năm trước nó như vậy, thì các vị phải phải tìm những cái kinh nào mà thích hợp căn duyên của cái cộng thức đó, các vị khai triển và dạy cho cộng thức đó. Thì ngày nay thì giống như Sông Nhất Hạnh thì Sông cũng nghiên cứu rất là sâu, và xong cũng tìm mọi cách để mà tìm đại khái là nghiên cứu những cái kinh trong Tam Tạng kinh điển, những cái kinh nào mà nó thấy phù hợp nhất với những cái căn cơ của chúng sinh, những con người trong cái xã hội hiện đại này, xong khai triển ra và bằng cách giảng giải ra nữa, luận nó ra, giảng nó ra theo cái ngôn ngữ của thời đại để cho họ tiếp nhận được. Thì trong cái lúc mà chúng tôi nói giảng cho những người Tây phương thì dĩ nhiên là nói về cảnh giới tịnh độ thì họ cũng hơi khó hiểu, nhưng mà chúng tôi cũng trình bày bằng một cách bằng cái tâm thức thôi. Chúng tôi nói là cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà cũng là một cái cảnh giới thôi, nhưng mà cái cảnh giới đó nó rất là pure, rất là thanh tịnh, là tại vì từ cái vow là cái lời nguyện của Đức Phật đó, mà nó manifest, tức là nó biểu hiện ra, chứ không phải là từ cái karma, collective, tức là cái cộng thức của chúng sinh, mà cái cộng, tại vì cái cộng nghiệp của chúng sinh thì trong đó có nghiệp tốt và nghiệp xấu, nghiệp ác và nghiệp 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 bất thiện và nghiệp thiện, hai cái nó cộng với nhau nó biểu hiện ra cái cảnh giới này, nó manifest ra tất cả các pháp, nó từ trong tâm thức mà nó biểu hiện ra hết, mà nhất thiết pháp di tâm tạo mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Thì khi mà mình giảng cho họ như thế nào để họ thấy là
tất cả những cái cảnh giới bên ngoài, những con người cũng như là sông núi, những cái cây cỏ, trời đất, tất cả đều biểu hiện từ cái nền tảng của A Lại Gia Thất, từ cái nền tảng của pháp thân. Và khi mà học và hiểu được thấy à, thì cái cảnh giới Đức Phật A Di Đà vẫn có đó, đúng là có đó, mà có trong do cái lời nguyện của Ngài nó biểu hiện ra, chứ không phải là do cái collective karma, mà không phải là do cái cộng nghiệp của chúng sinh. Nó thanh tịnh là gì? Từ cái nguyên lực của Ngài, không có ba đường ác trong đó. Cho đó tóm lại thì mình khi mà mình hiểu được như vậy và mình thấy rất là rõ là cảnh giới Phật A Di Đà có hiện hữu trong cái không gian đó, trong cái một cái chánh báo và y báo của Ngài có mặt đó. Chỉ có cái là mình có phát nguyện, mình có hiểu được và có hiểu và có tin một cách rốt ráo hay không thôi. Mà khi mình hiểu được như vậy thì mình mới mới tin một cách rốt ráo, và nếu mình không hiểu thì mình sẽ lờ mờ, nhiều khi mình nửa nghi nửa ngờ, nửa nghi nửa ngờ thì đâu có thể nào vãng sanh gì được đâu. Do đó mà từ cái đề tài mà thượng tọa Trung Quang một pháp cho chúng tôi thì chúng tôi cũng cũng liên kết với cái những cái gì mà chúng tôi thực tập trong đời sống, và chúng tôi cũng trình bày ra là trong đó có cái nguyện của chúng tôi là chúng tôi khi mà mất thân này là chúng tôi nguyện được vãng sanh về trong cái cộng trú với cái chánh báo cũng như y báo của cảnh giới Phật của Phật Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, để mà nương vào năng lượng của Ngài, của Phật A Di Đà cũng như là năng lượng của các bậc thánh chúng trong đó mà mình tu tập để cho mình được nâng đỡ, cái tâm thức mình được được nâng đỡ, và nó không có bị, nó rất là dễ dàng để cho mình đi trên cái con đường giải thoát một cách rốt ráo và nhanh hơn. Trong khi đó thì trong cái cảnh giới ta bà này thì càng ngày chúng sinh lại càng càng đi về cái khuynh hướng tà nghiệp và quá nhiều cái tiêu cực nữa ở trên cái cộng thức, ở trên cái cảnh giới ta bà này. Và nếu mà chúng tôi mà không may mà tái sanh vào cảnh giới này một lần nữa, chưa chắc đã thành người xuất gia được, và chưa chắc đã bị do cái nghiệp lực của mình nó dẫn dắt, mình không biết được, mình chưa có chứng tới dự lưu, mình chưa có chủ động được cái tâm thức của mình, thì mình không biết được cái nghiệp sẽ dắt đi về đâu. Và tái sinh vào những cảnh giới mà toàn là những cái điều ác như vậy thì nó sẽ đưa mình về đâu, là như vậy. Về đâu, mặc dầu sư ông Lòng Mai cũng luôn luôn khuyến khích là mình phải sanh trở lại cảnh giới này để Bồ Tát đạo, để mà cùng với tăng thân cùng với những người bạn đạo của mình, để mà tiếp tục dẫn dắt, giúp khai mở cho cuộc đời, khai thị cho cuộc đời. Nhưng mà chúng tôi thấy càng ngày cảnh giới này đi đến cái những cái quá nhiều cái tiêu cực, và đi đến quỷ diệt. Tức là con người nếu không khéo sẽ hủy diệt cái nền văn minh này, hủy diệt cái thế giới này bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có những hình thức rất là gần giống như bom nguyên tử. Rồi thiên nhiên nó càng ngày càng trầm trọng như vậy, do cái sự ô nhiễm môi trường của con người là làm ra. Rồi cái cộng thức của chúng sinh, tất cả những cái cộng thức mà những cái tà nghiệp, những cái ác nghiệp, nó thành một cái cộng thức rất là lớn trong cái cảnh giới ta bà này. Và mình sẽ bị hút vào cảnh giới đó, và mình sẽ đi về đâu sau nhiều đời nhiều kiếp nữa. Mình đi vào cái cảnh giới đó rồi thì mình không biết đường ra nữa. Nó cuốn vào cảnh giới đó như vậy. Và nếu mà không gặp một bậc đạo sư thì chúng tôi cũng thấy thấy mình may mắn là mình gặp lại được sư ông Lòng Mai, và mình trở lại với cái con đường mà mình chắc đã từng học trong nhiều kiếp, và chúng tôi thấy ra được con đường, chúng tôi định con đường của chúng tôi là đời sống hàng ngày chúng tôi tu tập
theo những cái pháp môn mà để làm cho thân tâm mình an lạc, hạnh phúc, và làm cho những người xung quanh, giúp cho những người xung quanh cũng tiếp xúc được những cái pháp môn mà giúp cho họ được chuyển hóa những cái nghiệp xấu của họ, những cái điều tiêu cực của họ trong đời sống, để họ sống tích cực hơn, sống an lạc hơn trong cảnh giới này. Nếu họ có phát nguyện được sanh về cảnh giới A Di Đà thì đó là một điều rất là tốt cho họ, nếu mà có đủ cái duyên phước để mà đọc được kinh A Di Đà, cũng như là có niềm tin vào pháp phát nguyện được thì rất là quý cho họ. Nếu không được, họ cũng có thể là có cơ hội họ họ đi vào những cảnh giới tốt hơn khi mà họ mất thân này, tại vì tâm thức của họ được được chuyển hóa và được tưới tẩm nhiều cái điều tích cực hơn, nhiều cái điều thiện hơn, và họ quyết tâm chỉ hộ trì họ bằng cách đi về hướng thiện thôi. Đời sống họ quyết tâm là xa lìa những cái cộng nghiệp xấu, những cái cộng nghiệp tiêu cực, quyết tâm gần gũi những cái người bạn thiện tri thức thôi, người bạn tốt, nhưng mà bạn chỉ đường cho mình, dắt đường cho mình đi về làm những cái điều tốt đẹp hơn cho đời sống của mình thôi. Thì nếu mà được như vậy thì mình cũng giúp được một số ít người nào đó hướng về hướng đó, và trong tương lai nhờ có duyên với Tam Bảo thì họ cũng có thể gặp lại Phật pháp và đi vào con đường tu tập nó sâu sắc hơn. Thì chúng tôi cũng đây là chúng ta 9:30 rồi, thì chúng tôi xin kết thúc cái bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay, và chúng tôi xin cảm ơn Chư Tôn Đức đã chứng minh, và cảm ơn tri ân Thượng Tọa Trấn Quang Hoằng Pháp cũng đã có mặt để chứng minh cho cái buổi giảng chúng tôi hôm nay, và tất cả quý Phật tử nghe trong cái buổi online trên Zoom hôm nay. Xin tri ân quý vị. Dạ, con cũng thay mặt quý đại chúng kính tri ân thầy và bài giảng hôm nay. Con cũng chăm chú lắng nghe thầy mà con cũng xém quên đặt câu hỏi vào cuối giờ. Thì thưa thầy, thì như cái bài lời chia sẻ của thầy thì để cho an toàn cho cái đời sống luân hồi của chúng ta thì và vĩnh viễn tránh không có bị rơi vào trong ba đường ác. Thì mình và chắc chắn luôn được nghe cái lời dạy của Đức Phật, lời pháp và gặp được Đức Phật, thì mình nên ngay sau cái đời sống này là có thể nói là tranh thủ đi tị nạn liền ở một cái xứ sở nào đó của một Đức Phật hoặc một vị một Bồ Tát nào đó, để nơi đó mình gặp được những bậc thiện tri thức, làm những bạn hữu và cũng như là gặp những thượng thiện nhân câu hỏi ở cái nơi đó mà chúng ta nương vào những cái vị đó cũng như cái cảnh giới đó để mà đạt được cái giác ngộ, ví dụ như cảnh giới của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn. Đồng thời và là trong cái đời sống hàng ngày thì mình cũng phải cố gắng hộ trì sáu căn và tránh xa những cái ác tri thức hoặc là tránh xa những môi trường mà có thể gieo rắc và tưới tẩm những cái hạt giống mà nó tiêu cực hay là độc hại phiền não. Thì thưa thầy, thì nếu như ai em có thể làm được hai điều này coi như là đã vừa có kết duyên được với thiền và cũng vừa kết duyên được với tịnh. Thì như cái bài thực tập của thầy lúc nãy thì ba trong một bài tập ngắn thôi đó, thì con cũng có nhận thấy một điều là tuy là cái bài tập đó ngắn nhưng mà cũng nói lên một cái điều là ví dụ như tu thiền thì chúng ta có nhiều cái phương pháp, ví dụ như là thiền quán hay là thiền hơi thở hay là thiền chánh niệm vân vân, thì tu tịnh cũng vậy, cũng có những cái phương pháp ví dụ như là thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật hoặc là trì danh niệm Phật. Vậy thì thưa thầy, thì theo thầy thì cái phương pháp nào của thiền và tịnh thì có cái điểm chung lớn nhất? Thì danh hiệu niệm Phật đó, danh hiệu niệm Phật, và phương pháp của thiền là niệm hơi thở. Thiền dùng hơi thở để làm cái chuẩn trong thiền, gọi là niệm hơi thở, niệm tức. Còn trong tịnh độ của mình thì dùng danh hiệu của Đức Phật, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, gọi là niệm Phật.
thì hai cái đó nó có chung, cho đó chúng tôi mới làm cái pháp môn riêng của chúng tôi là ba trong một, kết hợp thì gọi là thiền tịnh song tu. Và khi mà nói về để nói đến thiền tịnh song tu á, thì ở đây còn có một cái câu hỏi như là tịnh song tu thì có nghĩa là nói đến là cái bổ sung thiền bổ sung cho tịnh và tịnh bổ sung cho thiền. Vậy thì thưa thầy Đúng thì rồi. tịnh là bổ sung cái điểm nào cho thiền và thiền thì điểm bổ sung được cái điểm nào cho tịnh thưa thầy? Cả hai phương pháp có cái điểm chung là mình khi mà mình tu thiền là mình niệm tức tức là niệm hơi thở, là mình để làm cho thân của mình yên trước, thân của mình yên lắng xuống. Và khi thân của mình nó ngồi nó yên lắng, hoặc là trong lúc mình đi kinh hành đó, mình cũng có thể niệm tức, niệm hơi thở của mình cho thân của mình nó yên xuống. Khi mà thân của mình nó yên xuống rồi, tâm của mình yên xuống rồi, lúc đó mình mới khởi cái câu niệm Phật A Di Đà. Thì lúc đó cái rất là giúp ích cho mình rất là nhiều trong cái trạng thái đạt tới trạng thái nhất tâm bất loạn. Cái trạng Và tu khi mà tu khi mà mình khi, khi tu thiền không phải là mình dừng lại ở cái chỗ niệm tức không. Và tu thiền nó có hai phần, chỉ và quán. Chỉ tức là khi mình niệm tức hoặc là mình niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là chỉ tức là dừng tâm thức của mình lại ở trên cái danh hiệu của Phật A Di Đà, hoặc là dừng cái tâm thức của mình, dừng cái tâm thức lăng xăng của mình lại. Mình đang suy nghĩ lăng xăng rồi lo lắng rồi phiền muộn đủ thứ ấy. Rồi mình dừng những cái tâm thức đó lăng xăng lo lắng bằng cách là ý thức hơi thở, ý thức hơi thở vào ra gọi là niệm tức, thì nó dừng lại liền tức khắc. Mình chỉ trụ cái tâm mình trên hơi thở, hoặc là mình chỉ trụ cái tâm của mình ở trên câu câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà trong lúc mà mình ví dụ như trong lúc mà mình phiền não quá đó, thì thường mình khởi câu niệm Phật rất là khó, lúc đó cũng hơi khó. Do đó chúng tôi đề nghị là dùng cái hơi thở khi mình đang lo lắng đủ thứ chuyện hết, đang bức xúc lo lắng rồi phiền não rồi bất an trong tâm, thì dùng cái hơi thở thở xuống bụng, thở xuống bụng, thở cho cái bụng mình phồng lên xẹp xuống, cảm nhận cái bụng mình phồng lên xẹp xuống cho rõ ràng. Thì chỉ trong vòng 2 phút thôi, 2-3 phút thôi là những cái lăng xăng đó nó xuống liền tức khắc. Thì khi mà những cái lăng xăng đó nó đã lặn xuống rồi đó, thì lúc đó đó mình khởi câu niệm Phật nó mới hiệu quả được. Còn đang trong lúc mình lăng xăng rồi lo lắng rồi kia, mà kêu khởi câu niệm Phật cũng rất là khó, rất là khó để mà thực tập. Theo cái kinh nghiệm của riêng chúng tôi là như vậy, để chúng tôi kết hợp như vậy để có thể là một số vị nào có thể dùng cái phương pháp đó để mà kết hợp hai phương pháp với nhau, để mà mình đưa cái tâm mình đến cái trạng thái nhất như nhất tâm bất loạn, nó dễ dàng hơn, nó hiệu quả hơn. Mà khi mà mình ở cái trạng thái định rồi đó, nhất tâm bất loạn rồi đó, thì mình có thể quán tưởng về cảnh giới A Di Đà, quán tưởng về cảnh giới A Di Đà giống như mình đọc kinh A Di Đà đó, thì mình Đức Phật Thích Ca có mô tả cái y báo tức là cảnh giới A Di Đà, trong đó là có chim ca lăng tần già cộng mạng rồi hát lên những cái lời Phật pháp ngũ căn ngũ lực thôi, một đề phần bát thánh đạo phần đó. Cái đó thì mình quán tưởng tới cái y báo của cảnh giới A Di Đà, quán tưởng tới cái chánh báo của Phật A Di Đà, ví dụ như vậy. Đó là cái cách quán tưởng. Chỉ tức là đặt trên câu niệm Phật, dừng lại cái tâm lăng xăng, hoặc là dừng trên hơi thở tâm lăng xăng, sau đó mình quán. Thì trong thiền thì mình quán những cái cảnh giới hàng ngày thôi, mình bổ sung bằng tưới tẩm. Khi mình quán tới cảnh giới A Di Đà cũng là mình tưới tẩm những hạt giống tốt trong tâm thức của mình. Ví dụ như mình nghĩ tới cái cảnh giới đánh giết nhau nè, thì nó tưới tẩm toàn là hạt giống bạo động, đúng không? Còn khi mình kỹ với cái cảnh giới mà cái cây cây rồi chim hót nè,
cái thông reo chim hót rồi Phật pháp nè, nghĩ tới ngũ căn ngũ lực thất bộ đạo phần kia, tiếng chim nó hót ra những cái pháp như vậy thì nó tưới tẩm rất là nhiều cái hạt giống tốt ở trong cái lại giải thức của mình, chỉ cần nghĩ tới thôi là nó đã tưới tẩm rồi, tức là hạt giống được tưới tẩm qua cái suy nghĩ của mình, qua cái lời nói của mình, và qua cái những cái năm cái sense, năm cái gì, năm cái giác quan của mình, tức là mắt tai mũi lưỡi thân. Thì khi mà mình trong thiền thì mình quán chiếu những cái hiện tiền trước mặt của mình đó. Quán chiếu ví dụ bông hoa nè, quán chiếu bông hoa, quán chiếu cái một cái bầu trời xanh nè, rồi quán chiếu về một cái con người nào đó. Mình suy nghĩ tới một cái ví dụ như là người đến cha đến mẹ của mình đến con của mình quán chiếu để mình hiểu những người đó hơn, tại sao người đó hành xử như vậy nè, tại sao người đó lại là luôn luôn đau khổ như vậy, tại sao người đó luôn luôn bực bội như vậy, thì mình quán chiếu để mình tìm ra cái mình thấy rõ cái gốc cội phiền não từ đâu mà đến với họ để mình giúp cho họ. Tức là cái bước thứ hai của thiền quán là để thấy rõ ràng hơn cái nguồn gốc, tức là trong cái liên hệ tới cái tứ niệm xứ, tới tới cái tới cái phần giáo lý mà giáo lý căn bản của Đức Phật dạy về khổ tập diệt đạo. Thì mình quán chiếu tại sao mà người đó, cái nguyên nhân nào mà làm cho người đó đau khổ như vậy, làm cho người đó bức xúc như vậy, làm người đó, thì mình tìm ra được nguyên nhân thì chắc chắn mình sẽ tìm ra được cái phương pháp để giúp cho người đó, để cho người đó bớt khổ hơn, để làm sao cho người đó chuyển hóa và có nhiều hạnh phúc hơn. Thì cái bước thứ hai của thiền quán là để tìm ra những cái nguyên nhân nào làm cho mình đau khổ và người kia đau khổ, tại sao mà mình sống càng ngày mình lại càng bức xúc, càng khó chịu, càng không có hạnh phúc gì hết, càng thất vọng, càng căng thẳng, tại sao? Mình phải đặt câu hỏi đó cho chính bản thân của mình. Thì mình phải quán chiếu là đời sống hàng ngày mình liên hệ với ai, mình nói những cái chuyện gì, mình xem những cái phim ảnh gì, mình xem những cái sách báo gì, mình ăn uống như thế nào, tại sao cơ thể mình bị bệnh, thì mình cũng phải quán chiếu mình ăn cái gì mà bị bệnh như thế nào, hoặc là mình sống nội tâm của mình như thế nào. Mình cứ lo rầu căng thẳng thì chắc chắn cơ thể mình nó sẽ bị bệnh. Ông bà mình nói là rầu thối ruột đúng không, mình cứ ngậm nhấm cái nỗi rầu lầu rầu lo lắng của mình thì thế nào cũng sanh ra ung thư, tại vì cái não của mình nó rất là nhạy với những cái tâm hành tiêu cực. Khi mình buồn là nó sẽ tiết ra những cái kích thích tố rất là độc cho cái ruột của mình. Khi mà mình giận thì trái tim của mình đập rất là mạnh và gan của mình nó làm việc rất là mạnh và nó có thể bị stroke khi mình căng thẳng cũng vậy. Thì mình phải quán chiếu là những cái bệnh trong cơ thể của mình nó có liên quan tới tâm trạng của mình và liên quan tới cái thức ăn của mình. Thì cái bước thứ hai của thiền là quán chiếu cho sâu sắc để thấy cái nguyên nhân nào đưa tới cái phiền não này, đưa tới cái bệnh bệnh hoạn này. Khi mà mình biết được nguyên nhân thì chắc chắn mình sẽ có biện pháp để mà chữa trị đúng không? Thì trong cái lời dạy của Đức Phật về Tứ Diệu Đế, thấy thấy cái khổ, thấy cái phiền não, thấy cái khổ, thấy cái phiền não, thấy cái khổ, thì mình phải tìm ra cái tập, tìm ra cái nguyên nhân, tìm ra được nguyên nhân thì mình mới tìm ra được cái cách để mà diệt nó, để mà chuyển hóa nó. Thì khi nó chuyển hóa rồi thì tìm ra phương pháp để chuyển hóa, gọi là đạo đó. Đạo là cái phương pháp, tìm ra phương pháp để mà chuyển hóa. Thì khi mà chuyển hóa được thì nó những cái đó nó diệt đi những cái mà khổ đau đó đó, những cái bức xúc, những cái căng thẳng nó được diệt đi, tức là nó được chuyển hóa đó. Thì những cái hạnh phúc nó sẽ đến, nó có mặt. Thì khi thiền quán thì chúng ta cái bước thứ hai của thiền, tức là chỉ, bước thứ nhất là chỉ, bước thứ hai là quán, tức là quán về tìm ra những cái nguyên nhân nào mà tạo ra những cái khổ đau này, làm cho mình bị những cái phiền não này, làm cho mình bị bức xúc như thế này, làm cho mình bị mất hạnh phúc như thế này, và làm cho mình càng ngày càng tiêu cực như thế này.
Còn liên hệ tới tịnh độ thì mình khi mà tâm mình định rồi thì mình khỏi, đó như chúng tôi vừa trình bày, khỏi khỏi cái tâm quán chiếu về cảnh giới cô Phật A Di Đà, nó giống như trong kinh Phật A Di Đà diễn đạt vậy đó, để mình tưới tẩm cái hạt giống cái y báo đó, đó. Mình tưới tẩm cái y báo của Phật A Di Đà vào trong cái chiều sâu lại giới thức của mình, khi mà nó khi mà cái y báo cái những cái hạt giống trong a la giới thức của mình, cái y báo của Phật A Di Đà đó được tưới tẩm càng ngày nó càng nhiều, thì khi tới mà cái lúc mà nó trong trong a la giới thức của mình nó có đầy đủ những cái hạt giống đó rồi, thì cái chuyện vãng sanh về cảnh giới Di Đà rất là dễ dàng. Ừ. Đó, hai hai cái nó có rất là liên hệ với nhau. Như vậy thưa Ừ. thầy, giờ Quảng Lạc sẽ đặt câu hỏi sau câu hỏi, xin một thêm câu hỏi nữa rồi đến Quảng Lạc ha. Thì có nghĩa là theo như thầy thì cái sự quán tưởng cảnh giới của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn, nó cũng là một trong những cái pháp môn của tịnh độ, và ví dụ như niệm Phật tam muội cũng vậy. Thì nhiều người cho rằng là thực hành nó rất là khó, bởi vì cái pháp môn này đòi hỏi cái ở cái khả năng của ở cái khả năng tu định, tức là thiền định và sự tập trung cao độ, có nghĩa là không thể nào mà ngoài thiền mà có thể đạt được cái niệm Phật tam muội, mà muốn niệm Phật thành tựu thì nhất định phải dựa trên cái căn bản là thiền. Thì thầy có nhận định như thế nào về điều này? Đúng, chính xác. Tức là tâm mình phải có định thì mình mới quán được. Tâm không có định không có thể nào quán được hết. Tâm mình đang lăng xăng mình quán cái gì? Đó, tất cả những cái lăng xăng nó đang chi phối ở trong trong cái ý thức của mình đó. Trong cái con người của mình thì mình đâu quán gì được đâu. Mình phải tập trung vào hơi thở, hoặc tập trung vào câu niệm Phật, hoặc tập trung vào một cái đối tượng nào đó để cho tâm mình định lại, gọi là chỉ. Khi mà định lại rồi thì mình bắt đầu mình khởi quán được. À. Quán tưởng chỉ là bước đầu thôi, quán tưởng chỉ là cái bước để tưới tẩm cái hạt giống vào trong a la gia thức thôi, mình chưa có đi tới đâu đâu. Khi mà quán tưởng một thời gian rất là lâu, khi mà nó chín mùi rồi mình mới nhập vào cái cảnh giới đó được, cái tâm thức của mình nó đã đầy đủ thì nó mới nhập, cái tâm thức của mình mới nhập vào cái cảnh giới đó, cộng trụ cái cảnh giới đó được, nó như vậy đó. Và Đúng thưa thầy, đó cũng là cái điểm mà gọi là bổ sung giữa thiền và tịnh đúng không thưa rồi. Vâng. thầy? Con cảm ơn thầy rất nhiều. Và xin mời Quảng Lạc mở mic. Quảng Lạc có câu hỏi. Đà Phật, cảm ơn sư phụ, con chào thầy ạ. Con có một câu hỏi là con xin thầy giải nghi giùm con, là tại con đọc trong kinh Vô Lượng Thọ là chỉ cần là mình có phát nguyện vãng sanh thì nhận đến 10 niệm thì sẽ được vãng sanh, nhưng mà khi mình đọc trong kinh A Di Đà thì phải có nói đến nhất tâm bất loạn, thì con không biết là có cần được nhất tâm để được vãng sanh hay không? Xin thầy từ bi trả lời con ạ. Thì đứng về phương diện mà vãng sanh á, thì trong này trong kinh A Di Đà cũng có nói là niệm Phật nhất tâm bất loạn trong 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, nhất tâm bất loạn cho đến phút lâm chung thì thấy được Phật A Di Đà đến tiếp dẫn, đúng không? Trong cái kinh A Di Đà nó rất là rõ về cái đoạn đó. Thì vãng sanh á, là khi mà cái lúc mà cái người mà trước khi mất á, gọi là cận tử nghiệp là rất là quan trọng. Cái tận tử nghiệp có thể là người đó niệm Phật cả đời, cũng phát nguyện cả đời, nhưng mà tới cái phút giây đó mà không được hộ niệm, không được cái ban hộ niệm nhắc nhở, hoặc là không được một cái vị thầy nào nhắc nhở về cái nguyện của mình, cái niệm của mình, thì trong cái lúc mà cận tử nghiệp, tức là người đó sắp lâm chung, thì họ rất là sợ hãi. Có nhiều người tại vì họ không có tu giỏi thì có thể rất là sợ hãi, tâm họ hoảng loạn và nó quên hết, và bên cạnh đó còn nhiều khi có bệnh nó chi phối nữa, đau nhức trong cơ thể đâu có nhớ gì đâu, hoặc là người đó đi vào cái tình trạng gọi là hôn mê là thôi chịu thua luôn, nó như vậy. Do đó cái lúc mà cận tử nghiệp, cái người đó mà nếu mà đã từng phát nguyện, hoặc là lúc trước đó có niềm tin vào cái cảnh giới A Di Đà và quyết tâm phát nguyện vãng sanh, thì cái lúc đó được cái người nào nhắc nhở, mà chỉ cần nhất tâm trong vòng 10 niệm thôi, và người ta ra đi trong vòng 10 niệm đó, thì cái trong lúc mà ra đi, trong cái lúc nhất tâm đó, thì
chắn là sẽ bản sanh như kinh như Di Đà thôi. Nó nói về cái trường hợp đó chứ không phải là nói là trong lúc mình đang còn sống mình mười niệm rồi bản sanh Di Đà là có chuyện đó. Ừ. Trong cái lúc mà mình cái cần tư nghiệp nó cái cần tư nghiệp là rất là quan trọng cho cái người mà phát nguyện vãng sanh, do đó cần phải có cái những cái ban hộ niệm nhắc nhở trong lúc đó niệm Phật để mà nhắc nhở cho người đó cũng nương vào cái câu niệm Phật để mà nhất tâm để ra đi trong cái trạng thái nhất tâm đó, thì rất là nhiều cái cơ hội để mà vãng sanh về cách giới Phật A Di Đà và được Phật tiếp dẫn. Còn nếu mà trong lúc đó mà bị đau nhất rồi không có ai nhắc nhở hết rồi theo cái đau nhất đó nó, tại vì con người mình là đồng nhất với cái đau nhất của cơ thể mình mà, nhưng mà đau nhất là mình chỉ nghĩ tới đau nhất thôi, mà nếu không có ai nhắc nhở thì mình chưa tu tập giỏi thì mình đâu có chịu đựng nổi, cái đau nhất nó xâm chiếm hết toàn bộ cơ thể này, toàn bộ tâm thức của mình luôn, chỉ biết đau nhất thôi chứ không có nhớ gì nữa, hoặc là chỉ biết cái sợ hãi thôi. Do đó mà cái phút lâm chung mà cái người đó đã từng tu tịnh độ phải có một cái ban hộ niệm, hoặc là những cái người thân trong gia đình là phải có tu tập tịnh độ thì cũng phải đến thời hộ niệm nhắc nhở người kia khai thị, hoặc là thỉnh các vị thầy đến để nhắc nhở khai thị nhắc nhở cho người kia để người kia nhất tâm niệm Phật á. Thì mà nhất tâm niệm Phật được trong vòng 10 niệm mà ra đi trong vòng 10 niệm nhất tâm như vậy thì thế nào có cái cơ hội để vãng sanh rất là lớn. Dạ, con cảm ơn thầy. Quảng Lạc có rõ không hay là cần hỏi gì thêm không? Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn Quảng Lạc. Và thưa thầy, có một cái câu hỏi có thể gọi là kinh điển mà con nghe rất là nhiều lần, thì nhân tiện thì có thể giải thích thêm là khi mà nói đến tu thiền thì đa số nhận định rằng tu thiền là sự tự lực hành trì với mục đích giác ngộ chân tâm của mình, còn tu tịnh độ thì có mục đích phổ cập, nhất là nương vào tha lực để cầu vãng sanh. Vậy thì thưa thầy, với mục đích cứu cánh đi đến thành Phật thì con đường nào gần hơn? Là nếu mà nói về giữa thiền và tịnh. Thì dĩ nhiên khi mà mình tự lực thì nó cũng phải rất là gian nan, tự lực cái gì mình tự làm thì cũng cái con đường đi đến thành Phật đâu phải là cái con đường nó dễ dàng đâu. Mà mình tự lực thì nói tự lực nhưng mà thật ra thì mình cũng phải cần tha lực, tức là sư phụ của mình rồi tăng chúng những cái người bạn đồng tu của mình là những tha lực đúng không, những người bên cạnh của mình đó, luôn luôn nhắc nhở mình, sách tấn mình chứ mình mới mới tu mà mình ra rừng mình tu mình đâu biết gì đâu mình tu đúng chưa, khi mà tu thiền đó tu tự lực vậy, chứ mình buổi đầu là phải nương vào sư phụ của mình, nương vào sư phụ của mình rồi nương vào tăng chúng tu tập, khi mà nó vững vàng, khi mà mình hiểu mình rồi mình học kinh điển, mình hiểu thấu triệt được kinh điển rồi mình có niềm tin chắc thật ở nơi tự thân của mình, rồi lúc đó mình mới tự thân tự lực đi sâu vào cái nội tâm mình được, nếu không thì mình sẽ gặp nhiều ma chướng, ma chướng từ trong tâm của mình ra, và ma chướng thì mình không có cơ hội để mà vượt qua đâu, nhất là ngũ ám ma đó. Cơ hội bây giờ qua đó. Do đó mà tu thiền nói tự lực chứ cũng phải nương vào tha lực, là nương vào sư phụ của mình, nương vào tăng chúng, nương vào những cái người thiện tri thức, những cái bậc mà đã từng tu chứng rồi thì mới có cơ hội đi đến. Thì các bậc tu thiền cũng giống như thời quá khứ đó, giống như lục tổ, ngày lục tổ cũng phải cần tới ngày ngũ tổ để mà ấn chứng cho ngài là ngài đã kiến tánh rồi, thì khi mà ấn chứng kiến tánh rồi thì ngài mới mới xin phép, thì ngài ngũ tổ mới sai ngài là lục tổ đi xuống miền Nam đó. Tôi biết ngài này đã kiến tánh rồi, thì kiến tánh rồi chỉ cần bắt đầu hạ thủ công phu thôi, kiến tánh là đã thấy đường rồi, thấy đường là làm thế nào để tự lực được, thì phải tới kiến tánh rồi mình mới tự ra ngoài mình tự lực được, còn nếu mà chưa kiến tánh thì ra ngoài quờ quạng là họ là bao nhiêu cái chướng ma nó đến là nó kéo mình đi thôi. Dạ. Cho phần tu thiền là rõ là nó phải như vậy.
Còn về phần tịnh độ thì mình đó, trong kinh Phật A Di Đà, nó Phật Thích Ca, nó Đức Phật Bổn Sư nó rất là rõ. Nếu mình phát nguyện mình về được, mình được vãng sanh, về được cảnh giới Phật A Di Đà một cái rồi, là mình cần rất là nhiều các bậc đã chứng đạo, và chỉ trong vòng có thể là tu tập một thời gian rất là ngắn, mình đã có thể là đạt tới dự lưu A-la-hán trong cảnh giới, rồi đi trên con đường của, bắt đầu đi con đường của Bồ Tát học địa. Đúng rồi. Do đó con đường mà tùy mình chọn lựa, tùy căn cơ nữa, chứ không không ai nói được ai. Thì người đó dù có căn cơ tu thiền thì người đó cũng phải chọn tu những vị thầy nào, và tu thiền cho đến khi mà mình được thầy mình ấn chứng cho mình là mình đã thấy đạo, tức là kiến tánh rồi, thì bắt đầu có thể lúc đó mình rút về mình hạ thủ công phu được, mình thấy đường đi rồi, tự đi rồi. Còn mình, nếu mà mình tu thiền mà mình hòa quảng, mình mới vô mình tu có một vài năm tu sơ sơ rồi đi ra làm tùm lum đó, thì không đi tới đâu, cuối cùng ma chướng nó kéo, nguy hiểm. Do đó mình phải hiểu rõ như vậy để mình biết là mình chọn con đường nào tu cho dễ dàng cho bản thân của mình, thích nghi cho bản thân mình nhất, thì mình chọn. Cái đó không ai chọn cho mình được, và mình phải biết cho rất là rõ là như vậy. Trên con đường tu tập cho đến khi thành Phật, rất là nhiều ma chướng chướng ngại, do đó được nương vào tha lực của các đức Phật thì đó là một cái điều may mắn, và không phải ai cũng nương được đâu. Đâu, những người thiếu phúc đức căn lành đâu có thể nương. Chắc cũng còn xin phép thầy kịp thời gian để xin một cái câu hỏi cuối. Tâm Vân mở mic đặt câu hỏi. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, cho con xin được hỏi một cái điều thắc mắc, có thể là một sự ngu muội vì đời vì được tuần trước á, thì con cũng có được được nghe giới thiệu về những cảnh giới của Đức Phật, thí dụ như Đức Phật đâu ở ngày Di Lạc ở cung trời Đâu Xuất và Tây Phương Đức Dược Sư. Thì nếu như mà mình nguyện á, thì nếu mà một phần giả, tại vì như đợt trước thì nói là giống như sự mưu đen đó, là ai cũng là muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, thì khi mà mình muốn mà phát nguyện đến đến tu tập với ngài Di Lạc á, thì giả sử như lúc lâm chung á, thì bình thường thì tất cả mọi người đều tới là đều niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, như thầy nói là người ta trợ niệm như vậy, thì lúc đó thì cái mình phải như thế nào? Con biết rằng là nó cần phải vô cái cần tứ nghiệp, nếu mà cái lúc mà cần tứ nghiệp mình có sự chánh niệm mình ấy thì mình đi dễ dàng, nhưng mà lúc mình bây giờ bắt đầu tu tập thì dĩ nhiên mình nó cũng chưa có vẫn là vững vàng, mà cái nguyện của mình thí dụ như mình muốn về với Đức Phật Di Lạc hay Đức Phật Dược Sư, thì mà bên hộ niệm kia cứ nhắc cho mình là tới tới A Di Đà, thì trong cái con suy nghĩ là trong ba cái đứng giữa ngã ba thì lúc đó thì sao ạ? A Di Con Đà Phật. cảm ơn câu hỏi của chị Tâm Vân. Đúng ra câu câu hỏi này chị hỏi tuần trước với thượng tọa chủ Thì nhiệm tao có trả lời rồi mà. Thì tao có trả lời chứ. Từng trước thì tao có trả lời chứ. thầy chưa, tại vì câu này chắc chị chỉ mới nghĩ ra, tại vì khi mà nghe thầy nói về đến vấn đề là hộ niệm đó, thì cái vị hộ niệm đi một đường khác với cái vị cái nguyện của cái vị lâm chung. Quý vị đọc trong kinh Di Đà, quý vị có nhớ cái đoạn này nè. Đức Phật Thích Ca có thuyết là: Xá Lợi Phất, nếu có người đã đang hay sẽ phát nguyện sinh về nước Phật A Di Đà, cảnh giới A Di Đà, thì người ấy ngay trong giờ phút phát nguyện đã đạt được quả vị giác ngộ cao tột không thối chuyển rồi, và đã có mặt tại cõi ấy rồi, không kể đến sự kiện là người ấy đã sinh, đang sinh hay sẽ sinh về đó. Đó, có cái câu đó. Thì quý vị khi quý vị phát nguyện vào cảnh giới nào đó là cái tâm của quý vị đã đặt vào cảnh giới đó rồi. Ví dụ như quý vị có vị chúng tôi nói như thế này cho dễ hiểu nè. Có một cái người ở Việt Nam muốn đi sang nước Đức. Họ muốn rất là tha thiết, nghe nghe diễn tả về nước Đức rất là sung sướng, rất là giàu có như vậy đó. Họ phát nguyện họ muốn đi Đức, đúng không? Muốn đi nước Đức để mà sống với gia đình hay là
sống cho được thoải mái hơn, có nhiều kinh tế tốt đẹp hơn, họ phát nguyện muốn đi như vậy. Mà thì nước Đức cũng có thể là có người làm giấy tờ cho họ đi, họ phát nguyện muốn đi, thì ngay trong là phút phát nguyện đó, là cái tâm của họ đã đặt ở nước Đức rồi, cái tâm của họ có mặt ở nước Đức rồi, họ muốn rồi mà, cái tâm của họ đã hướng về nước Đức rồi và có mặt ở nước Đức rồi, nhưng cái thân chưa tới thôi. Nếu mà có vé máy bay lúc đó mà họ bay thì được, không bay liền đó, đúng chưa? Dạ đúng, nhưng mà chị này thì chị băn khoăn là À, thì chị đó để chúng ta giải muốn tiếp, muốn qua tức Đức nhưng mà là cái ý muốn visa thì là ví là dụ qua như bên là Pháp, ví dụ. phát nguyện phát sanh về cánh giới cõi trời đấu sức, thì ngay trong giờ phút phát nguyện á là cái tâm của chị này đó, là đặt ở trên cảnh giới cảnh trời đấu sức rồi. Và chúng tôi theo cái thấy của chúng tôi đó, thì chúng tôi thấy là Phật, tức là Bồ Tát Di Lặc á, Bồ Tát Di Lặc trong cảnh giới cảnh trời đấu sức á, cũng tiếp nhận được cái tâm của chị rồi. Tại vì nếu mà chị mà tha thiết phát nguyện thì chắc chắn là sẽ cảm nhận được, thì ngài cũng cảm nhận được cái tâm của chị liền thôi. Tại vì các vị Bồ Tát nhất sinh bổn sứ cũng như là các Đức Phật là cảm nhận được tất cả chúng sinh trong ba đời hết mà. Khi mà hướng về vị nào hướng về Đức Phật nào thì Đức Phật đã cảm nhận được liền tức khắc cái tâm của mình muốn cái gì. Thì khi mà chị tha thiết thành tâm tha thiết phát tâm về cảnh giới muốn phát nguyện vãng sanh về, khi mất cái thân này vãng sanh về cảnh giới của Bồ Tát Di Lặc cung trời đấu sức, thì ngay trong lúc đó chúng tôi theo cái nhìn của chúng tôi là Bồ Tát Di Lặc nhất sinh bổn sứ ở trong cảnh trời đấu sức đã tiếp nhận cái tâm thành tâm của chị rồi, và chị đã có mặt, cái tâm của chị đã có mặt ở đó rồi, đã hướng về đó rồi. Và đó đó trong lúc mà mình cần tư nghiệp, có người đến mà giàu có niệm Phật A Di Đà hay là niệm Phật Thích Ca hay là niệm Phật Di Lặc hay là niệm Phật Dược Sư gì đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện của bên ngoài thôi. Còn cái trong tâm của chị là chị đã giữ vững cái lập trường là muốn sanh về cảnh giới cõi trời đâu sức của Phật Di Lặc, thì cái tâm nó sẽ hướng về đó, tất cả cái tàng thức của mình, cái nguyện của mình sẽ đưa cái a lại gia thức của mình chuyển sanh về cảnh giới liền, khi mà cái thân thì vừa tắt thở. Tại vì cái tâm nó làm chuẩn chứ không phải là cái âm thanh từ bên ngoài làm chuẩn nữa. Và chị khẳng định lập trường của chị là chị muốn vãng sanh về cảnh giới cõi trời đâu sức, và ngày nào thức dậy cũng 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 lại pha lại Bồ Tát nhất sinh bổn sứ Di Lặc, ngày nào thức dậy cũng, nếu mà thành tâm phát nguyện là ngày nào thức dậy cũng phải lại cái lại Bồ Tát Di Lặc ở trên cái đó độ sức và phát nguyện đi về cảnh giới đó. Tại vì mình biết đâu tới nửa tiếng đồng hồ sau, 3 tiếng đồng hồ sau mình tự nhiên mình chết đi, mình đâu có biết được đúng không, ai mà biết được. Thì mỗi sáng thức dậy là phải phát nguyện này, thì cái nguyện nó ở trong tâm, nó hướng cái tâm thức chị về đó. Do đó nếu mà chị mà thành tâm phát nguyện thì mỗi sáng thức dậy, giống như là người nào mà phát nguyện cảnh giới Phật A Di Đà thì mỗi sáng thức dậy lại Phật A Di Đà, cảnh giới Phật A Di Đà để mà phát nguyện trong cái giờ phút đó, thì mình đã hướng tâm mình, 2 tiếng đồng hồ sau mình có mất thân này thì cái tâm mình đã hướng vậy đó. Cái câu hỏi của chị là xuất phát từ cái tâm, từ cái nỗi lo là sợ là cái lực của ban hộ niệm mạnh quá. Thôi thì đây cũng Cái là đó một cái cái lực ban hộ niệm là cái lực bên ngoài thôi, cái tâm kiên định của chị, cái nguyện kiên định của chị nó quan trọng. Và chị đã phát nguyện như vậy thì cái tâm của chị đã tưới tẩm, mỗi ngày đã tới tưới tẩm cái hạt giống của cảnh giới của Bồ Tát Di Lặc nhất sinh bổn sứ ở trong cái tâm của chị, nó đầy trong đó rồi. Và thì khi mất thân này là tất cả cảnh giới của Bồ Tát Di Lặc nó có mặt ở trong cái là gia thức của chị rồi, mà nó đưa chị về cảnh giới đó thôi. Và chị cứ phải 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 tin vào cái nguyện của mình. dạ, dạ con cảm ơn thầy rất nhiều và xin phép bây giờ anh Minh Đạo xin đọc cái bài thơ ha, và coi như đây là cái bài tạ pháp luôn hả anh Minh Đạo. Dạ, A Di Đà Phật, dạ con kính đảnh lễ thầy. Dạ, tiếp theo cái câu hỏi của bạn hồi nãy thì con thấy là có phương pháp dễ lắm bạch thầy,
là trước khi mà ban hộ niệm á, đi hộ niệm cho ai thì hỏi phát nguyện người nhà, phát nguyện của cái người sắp là cái gì, để mình khỏi mình niệm khỏi lòng địa chỉ. Dạ, Cảm con ơn anh. dạ Đây trong cái lúc mà con nghe thầy giảng thì con cũng có làm đường bài thơ, dạ con kính tặng thầy và mời quý đại chúng cùng nghe. Dạ: chúng sanh khổ ải bởi vô thường, hành hoạt vô nghì loạn âm dương, năng lượng ác tà đầy uế trược, môi trường tiêu cực lẫm tai ương, kết duyên chánh pháp từ căn bản, nguyên thủy đại thừa để tựa nương, áo giới trang nghiêm làm hộ vệ, tâm thường vô nhiễm phấn mê hương, tư duy quán chiếu thân khẩu ý, bất động chân tâm trước sắc gương, tín nguyện hành trì tâm tĩnh lặng, song tu thiền tịnh độ Tây phương, phát tâm Bồ Tát thường gia hạnh, tự giác giác tha dứt đoạn trường, đới nghiệp vãng sanh cầu niệm Phật, nhất tâm bất loạn mãi tương đương. A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Minh Đạo rất nhiều. Và trước khi hồi hướng, con cũng xin thông báo nhanh tuần sau thứ năm sẽ là một bài pháp đàm mà cũng với đề tài thiền và tịnh, với đề tài tu thiền có thể vãng sanh được không, với lời bài giảng của Hòa Thượng Thích Thông Trí, thì quý vị cố gắng vào lắng nghe. Và con xin cảm ơn thầy vì cái bài pháp hôm nay rất là vui và nhiều cái điều thú vị, cũng như rất là cảm ơn quý đại chúng đã đặt câu hỏi. Và con xin thỉnh thầy cùng hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cực pháp liên hoa, vi phụ mẫu hóa khai kiến Phật ngộ vô sanh Bồ Tát Phật thôi thừa công đức phổ cập ước nhất thiết ngàn đẳng giữa chúng sanh trọn thành phận đạo. Xưa xong lần mai có dịch cái bài phát nguyện này là: nguyện sanh về tịnh độ, sen nở thấy vô sinh, chư Phật và Bồ Tát là những bạn đồng hành, nguyện dứt hết phiền não, cho trí tuệ phát sinh, cho tội chướng tiêu tan, quả giác ngộ viên thanh. Xin cầu cho quý vị sớm được thành Phật và vãng sanh về cảnh giới tịnh độ và sớm thành Phật. Xin chào thầy, ông bà Chúng kính chào con Phật. xin tri ân thầy và xin cảm ơn Phúc Ân MC và tất cả các đội hữu. Chúc tất cả các đội hữu ăn một đêm an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.